Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 691 Họa Long Điểm Tinh. Trong mắt Bạch Thu Thủy lóe lên vẻ quỷ dị, quay đầu sang, quả nhiên nhìn thấy thi thể Huyết Phong bị chém thành hai nửa. Trong lòng nàng ta kinh ngạc không thôi, nàng ta vốn dĩ lo lắng cho Lâm Nhất nên quay lại xem, nào ngờ Huyết Phong đã chết rồi. Về lời nói của Bộ Trần và Tiêu Nhiên, nàng ta đương nhiên không tin. Hai người đã giao đấu với Huyết Phong từ trước, bị đánh đến nỗi không có sức đánh trả, cuối cùng thậm chí còn muốn bỏ rơi mọi người, dựa vào thân phận tông môn mà quỳ xuống xin tha. Nói bậy. Bạch Thu Thủy còn chưa phản ứng gì nhiều, Cao Du đã nổi giận, lớn tiếng nói, dọc đường đến đây, đám người các ngươi châm chọc khiêu khích Lâm Công Tử. Lâm Công Tử đi vào sâu trong linh cốc, các ngươi còn nguyền rủa Lâm Công Tử chết đi, ta tận tai nghe thấy. Về chuyện chiến đấu với Huyết Phong, không phải lúc đó hai người các ngươi sợ đến nỗi quỳ xuống cầu xin sao? Nếu thật sự có thể giết chết Huyết Phong thì cần gì làm vậy? Ngậm máu phun người, ăn nói không lý lẽ, có biết xấu hổ không? Huyết Phong chắc chắn là do Lâm Công Tử giết, trừ Lâm Công Tử ra, còn ai có thể làm được? Bộ Trần lạnh lùng nói, một kẻ vô dụng của Cao gia như ngươi, mặc kệ ngươi nói thế nào, ở đây bao nhiêu người như vậy sẽ làm chứng cho ta. Bạch tiểu thư, ta chỉ muốn biết chuyện này cô thấy thế nào. Soạt. Ánh mắt của những người khác lập tức rơi lên người Bạch Thu Thủy, lời nói của nàng ta mới thật sự có sức thuyết phục. Bạch Thu Thủy bình tĩnh nói, ta đồng ý với cách nghĩ của Cao Du. Lần này gặp phải tán tu huyết cốt, tổn thất nghiêm trọng, quả thật không ngờ tới. Về thù lao nhiệm vụ của các vị, sau khi xong chuyện ta có thể tăng thêm một nửa. Tiện nhân, ta nể mặt cô mà cô không nể mặt ta, dọc đường đi ta tận tâm tận lực bảo vệ cô, bây giờ cô lại bảo vệ cho thằng chó Lâm Nhất này. Ta thấy cô cũng không cần quay về nữa đâu, phong cảnh ở khe núi này không tồi, rất thích hợp làm chỗ chôn thân cho người đẹp. Bộ Trần hoàn toàn suy sụp, không ngờ Bạch Thu Thủy lại bênh vực Lâm Nhất như vậy. Hắn ta không thèm che đậy lớp ngụy trang mấy ngày nay nữa. Ai cho phép ngươi động vào nàng ấy? Lâm Nhất im lặng từ đó tới giờ bỗng dưng lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Bộ Trần. Chân nguyên đã cạn kiệt mà còn dám kiêu căng ở trước mặt ta thấy ngươi chán sống rồi. Dứt lời, chân nguyên cả người Bộ Trần dâng lên, dùng tay làm bút, hư không làm mực. Long uy rồi rào lan tràn quanh người hắn ta. Thoát ẩn thoát hiện, giống như có một bức tranh vĩ đại đang dần dần hình thành, ý cảnh đáng sợ tích tụ khiến người khác có chút sợ hãi. Lại là chiêu này, hình như ta cũng biết nhé. Động tác tương tự được Lâm Nhất thể hiện ra. Chỉ là nó kỳ diệu hơn, ngựa thần lướt gió, không thể lần theo, một luồng khí phách tỏa ra từ trên người hắn. Họa Long Điểm Tinh. Họa Long Điểm Tinh. Chương 692 hai người này nên xử lý thế nào? Hai chiêu Họa Long Điểm Tinh gần như hình thành cùng lúc, nhưng quyền điểm tinh của Lâm Nhất dù là khí thế hay thần vận đều mạnh hơn quyền điểm tinh của Bộ Trần gấp mấy lần. Đó là ý nghĩa sâu xa mà hắn diễn luyện cùng mãnh hổ kim sắc mới lĩnh ngộ được hoàn toàn. Quyền điểm tinh phải dùng thế mãnh hổ tô điểm thêm khí thế bách thú. Hai quyền đối chọi. Cuộn tranh ngưng tụ quanh người Bộ Trần lập tức vỡ vụn. Khắp người Lâm Nhất dường như có chân long lượn quanh, rồng gầm không dứt, chấn động trời xanh. Thế như trẻ tre lao thẳng tới trước, cuối cùng quyền mang đánh vào ngực Bộ Trần, sau đó tiến sâu vào. Phụt! Ngũ tạng của Bộ Trần bị đánh nát, sau khi rơi xuống đất, cả người hắn ta đau đớn kịch liệt, không ngừng nôn ra máu. Trong đôi mắt hắn ta nhìn Lâm Nhất chứa đầy nỗi sợ hãi và không biết làm gì hơn. Đầu óc Tiêu Nhiên kêu ong ong, hoàn toàn không ngờ được Lâm Nhất vẫn còn sức lực chiến đấu. Lâm Nhất ra tay đã phế bỏ Bộ Trần, nhất thời khiến hắn ta vừa muốn xông lên lại vừa không dám xông lên. Chết tiệt, ta giết ngươi. Đợi lúc hắn ta sắp sửa rút kiếm ra, hạ quyết tâm thì một tia chớp màu đỏ máu xẹt tới. Không đợi kiếm rời khỏi vỏ đã đạp bay hắn ta ra xa. Phụt. Tiêu Nhiên vừa ngã xuống, còn chưa kịp đứng dậy, Huyết Long Mã đã bổ nhào lên người hắn ta. Vó trước có sức lực mấy vạn cân đạp mạnh vào ngực hắn ta, sau đó lại giày xéo mấy lượt. Rắc rắc.
xương sườn trước ngực bị huyết long mã vô tình giẫm gãy, hắn ta hét lên thảm thiết. Lúc trước, con cháu Cao gia và nhân tài tông môn chế giễu uy hiếp Lâm Nhất, bây giờ đều trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệch. Lâm Nhất nhìn quanh một vòng, đám người đó khiếp sợ không thôi, lần lượt quỳ thụp xuống. Lâm công tử tha mạng, bọn ta đúng là có mắt không tròng. Ta không có hứng thú giết các ngươi, cút đi. Lâm Nhất không thèm nhìn đám người này, ai lại có hứng với đám ruồi nhặng chứ? Bọn họ như chút được gánh nặng, chỉ cảm thấy thoát chết trong gang tấc, vội vàng đứng dậy, không ngừng cảm tạ, sau đó mau chạy đi thật xa. Bọn họ sợ Lâm Nhất sẽ đổi ý, chỉ mong mọc thêm mấy cái chân. Lâm Nhất vẫy tay, huyết long mã đang giày xéo. Tiêu Nhiên mới buông vó, luyến tiếc rời đi. Hai người này nên xử lý thế nào? Hai người vẫn nhận nhiệm vụ bảo vệ Bạch Thu Thủy cuối cùng lại phát rồ muốn giết người mình bảo vệ. Chương 693 không thích à? Xử lý thế nào phải xem ý của Bạch Thu Thủy? Bạch tiểu thư giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng đi. Dọc đường đi, hai chúng ta cũng tận tâm tận lực, bảo vệ Bạch tiểu thư chu toàn, không hề có chút lơ là, ít nhiều cũng có chút tình cảm chứ. Hai người nhìn Bạch Thu Thủy, không còn vẻ ngông cuồng hống hách như trước kia nữa, liên tục xin tha. Hành vi nực cười này khiến Bạch Thu Thủy chán ghét, không muốn nhìn thêm, trầm ngâm nói, Lâm Nhất, công tử xử lý đi. Bộ Trần và Tiêu Nhiên sửng sốt, vẻ mặt khổ sở, sợ đến mức run lẩy bẩy. Lúc trước hai người đối xử với Lâm Nhất như vậy, làm sao có kết quả tốt được? Cao Du nhìn thấy màn này, trong lòng cười nhạt, hai tên khốn, sớm biết có ngày này thì sao lúc trước lại làm vậy? Lâm Nhất bình thản nói, vừa rồi bộ công tử nói không sai, phong cảnh ở khe núi này quả thật không tệ, tiếc là không phù hợp để mai táng người đẹp. Hai vị có công phu kỳ lạ trong mình, chỉ bằng ở đây lĩnh hội kỹ càng đi, quỳ xuống đó, giữ tư thế khi các ngươi đối mặt với huyết phong, quỳ ba ngày cho ta. Cái gì? Bộ Trần và Tiêu Nhiên nghe hắn nói vậy lập tức ngây người. Nhục nhã như vậy còn khó chịu hơn là giết quách bọn họ. Không thích à? Lâm Nhất liếc mắt, giữa mi mày lóe lên sự sắc bén, hai người lập tức lạnh cả người như bị mũi nhọn đâm vào lưng. Trước sự xâm nhập của kiếm ý dồi dào, dường như máu cũng bị đóng băng. Thích, thích. Bộ Trần và Tiêu Nhiên không dám rông dài nữa, nghiến răng, cúi đầu sâu tới đáy quần. Cao Du liếc nhìn Lâm Nhất vẫn không đổi sắc mặt, âm thầm dùng mình, ác thật. Lâm công tử trông có vẻ nhàn nhã điềm đạm, ung dung thản nhiên, nhưng trừng phạt như vậy còn nặng hơn cả lấy mạng. Kết cục khi đắc tội với hắn đáng sợ hơn trong tưởng tượng nhiều. Không giận thì thôi, đã giận thì động trời. Để lại huyết long mã trong bộ Trần và Tiêu Nhiên, Lâm Nhất cùng với Bạch Thu Thủy và đám người Cao Du rời khỏi sơn cốc. Nếu đã nói là để hai người quỳ ba ngày trong sơn cốc thì đương nhiên phải làm được, nếu như không ngoan ngoãn. Huyết long mã sẽ rất vui lòng để cho bọn họ biết, hậu quả của việc không nghe lời. Bên ngoài sơn cốc, sắc trời đã tối đen. Lâm Nhất và Cao Du bảo vệ Bạch Thu Thủy cùng với những dược đồng khác rời khỏi rừng già huyết cốt. Cả một đêm không ai nói gì, trên đường gặp phải rắc rối đều bị Lâm Nhất tiện tay đánh đuổi đi hết. Chương 694 U Mộng Chi Hồn. Ngoài một số yêu quái ngu ngốc không có mắt ra, về cơ bản đều sóng yên biển lặng, một hàng người thuận lợi rời khỏi rừng già huyết cốt. Tia nắng ban mai chói chang dọi xuống, Bạch Thu Thủy phẩy tay để những người khác lui xuống, lưu lại một mình Lâm Nhất để nói chuyện. Chuyến này, may nhờ có Lâm công tử ra tay giúp đỡ. Bạch Thu Thủy thật lòng nói lời cảm ơn, chuyến đi này đặc biệt nguy hiểm, vậy mà lại gặp phải tán tu huyết cốt. Nếu như không phải Lâm Nhất kịp quay trở về thì hậu quả thật không dám nghĩ tới. Trong lời đồn, những võ giả rơi vào tay tán tu huyết cốt đều sẽ bị giày vò đến chết, một chữ thảm cũng không thể hình dung được hết hậu quả. Bổn phận mà thôi, ta nếu như đã nhận nhiệm vụ của tông môn thì sẽ bảo vệ cô chu toàn, đây đương nhiên là trách nhiệm của ta. Lâm Nhất khẽ ngừng lại, nhẹ giọng nói, huống hồ, lần này còn lấy được ba túi trữ vật của ba đại tán tu huyết cốt, cũng coi như có thu hoạch lớn. Ở sâu trong linh cốc, ta cũng đã gặp được một cơ hội hiếm có,
nói đến còn phải cảm tạ Bạch tiểu thư đã đưa ta theo vào rừng già huyết cốt. Nếu như không có Bạch Thu Thủy dẫn đường, hắn chắc chắn là không thể tìm được đường vào linh cốc. Ở sâu trong linh cốc cũng có thu hoạch. Trong đôi mắt sáng ngời của Bạch Thu Thủy, sóng mắt lay động, đầy vẻ hiếu kỳ. Không sai, Bạch tiểu thư dường như rất hiểu biết về những linh dược trong sơn cốc này. Không biết có biết đến một loài hoa. Biết một chút, Lâm công tử có thể miêu tả kỹ một chút xem sao, có lẽ tiểu nữ tử lại may mắn biết nó. Ánh mắt Bạch Thu Thủy dịu dàng, vô cùng khiêm tốn. Lâm Nhất không hề do dự, lần lượt kể hết những đặc điểm kỳ lạ của huyết tường vi mà hắn chứng kiến. Đương nhiên, rút gọn chuyện của mãnh hổ kim sắc, cùng với việc hắn có được cuốn thanh huyền bút lục. U mộng chi hồn. Bạch Thu Thủy nghe xong lời miêu tả của Lâm Nhất, mặt khẽ biến sắc vội vàng nói, hoa này ở đâu? Đã dung hòa vào trong kiếm của ta rồi. Lâm Nhất rút thanh táng hoa kiếm từ trong hạp kiếm cổ ra đưa cho đối phương. Thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến Bạch Thu Thủy có chút xấu hổ, cười nói, Lâm công tử thực là một người thật thà. Nàng ta đón lấy thanh táng hoa kiếm, bỗng nhiên cảm thấy nặng trĩu, xương cốt toàn thân lập tức cong xuống. Hay là thôi đi, ta không xem nữa. Cười khổ một tiếng, Bạch Thu Thủy đưa trả lại kiếm, đè thấp giọng nói, tường vi hay còn gọi là bạch tàn hoa, có rất nhiều loại, nhưng chỉ có duy nhất một loại huyết ảnh tường vi được gọi là u mộng chi hồn. Là một trong 10 hoa vương trong bảng thiên địa kỳ hoa. Được gọi là hoa vương đương nhiên phải có cốt cách riêng của nó, chẳng trách kiếm trong tay Lâm công tử có thể chém đứt được bảo khí giả trên người huyết phong. U mộng chi hồn. Chương 695 đi đi về về lãng phí thời gian. Không sai, 10 đại hoa vương đều có phong hiệu riêng của mình, huyết tường vi mà ngươi có được chính là hoa vương được xưng tụng là u mộng chi hồn. Đêm đến hồn mộng đoạn trường. Rượu nồng trăng non khó nguôi sầu, cái gọi là huyết ảnh tường vi, hoa nở như mộng, nó chính là loài hoa si tình nhất thế gian, kiếm này ắt phải có điểm đặc biệt thì mới có được u hồn khuynh tâm. Bạch Thu Thủy nhìn táng hoa kiếm, khẽ giọng than thở. Đa tạ đã giải đáp nghi vấn của ta. Trong lòng Lâm Nhất như bừng tỉnh, chẳng trách có thể nâng phẩm chất của táng hoa kiếm lên cấp siêu phẩm huyền binh, không thua gì bảo khí. Hóa ra đóa huyết tường vi kia chính là u mộng chi hoa trong 10 đại hoa vương. Đã ra khỏi rừng già huyết cốt, xem ra đã không còn có nguy hiểm gì nữa rồi, Bạch tiểu thư chúng ta cáo biệt tại đây thôi. Nhiệm vụ đến bây giờ coi như đã kết thúc rồi. Nếu đã như thế, Lâm Nhất cũng không cần thiết phải đi theo Bạch Thu Thủy để về Mạc Vân Thành nữa rồi. Đi đi về về lãng phí thời gian. Sau này những nơi nguy hiểm thế này. Bạch tiểu thư vẫn nên ít lui tới thì hơn, với thân phận của cô, kỳ thực không cần thiết phải làm khổ mình như vậy. Lúc rời đi, bước chân Lâm Nhất khẽ ngừng lại dặn dò một hồi. Lần này giết chết huyết phong, ít nhiều gì cũng có chút may mắn, nếu như không có được cơ hội bước chân vào sâu trong linh cốc luyện hóa 3 viên yêu đan vương giả kia. Hắn có thể đánh bại được huyết phong hay không, thực khó mà nói trước được. Lâm công tử vội vàng như vậy. Ngươi không muốn biết thân phận của ta sao? Bạch Thu Thủy nhìn bóng lưng của Lâm Nhất, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, khẽ giọng hỏi. Nếu như còn có thể gặp lại, đến lúc đó tự sẽ biết thôi, còn nếu như không gặp, có biết hay không thì cũng có sao đâu. Hắn vẫn không hề quay lại, Lâm Nhất để bóng lưng mình đối diện với Bạch Thu Thủy, vẫy vẫy tay rồi biến mất khỏi tầm mắt của nàng ta. Nhìn bóng lưng dần xa của đối phương. Trong lòng Bạch Thu Thủy thở dài một tiếng, thần sắc có chút buồn bã. Một năm trước ở Thiên Vân Quốc, lúc nàng ta vứt bỏ đối phương. Hầu như không thể ngờ đến có một ngày người thiếu niên này sẽ lại xuất hiện trước mặt nàng ta một lần nữa. Vẫn y hệt như lúc đó, phong thái chưa từng giảm đi. Nhớ đến hắn ở trong thành Bạch Thủy, cảnh một người một kiếm cứu vãn Thanh Vân Tông, trong lòng Bạch Thu Thủy có một cảm giác. Người thiếu niên này, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày danh chấn Đại Tần. Sau khi cáo biệt với Bạch Thu Thủy, Lâm Nhất tìm được một sơn cốc vắng vẻ, bắt đầu kiểm đếm đồ vật trong túi trữ vật của tán tu huyết cốt. Đầu tiên hắn đổ hết tất cả đồ trong túi trữ vật của tán tu mặt gầy và tán tu một mắt ra.
Ngay lập tức có hai núi đồ vật tạp nham cao bằng cả thân người xuất hiện trong tầm mắt của hắn, đan dược, linh ngọc, huyền binh, đồ ăn khô, trang phục cùng một đống đồ linh tinh xuất hiện trước mắt hắn. Của cải của đám tán tu này đều là do cướp được mà có, ngoài một chữ loạn ra thì khó mà có thể hình dung ra được. Muốn sắp xếp lại toàn bộ chỗ này gần như là điều không thể. Chương 696. Lâm Nhất chỉ chọn ra linh ngọc, đan dược và bí tịch, những thứ còn lại chỉ liếc mắt qua rồi cũng chẳng để ý đến nữa. Hai gã này đúng là giàu có, trên người thế mà phải có đến 30.000 viên linh ngọc, rất nhiều đệ tử nội môn của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng không thể mang theo bên người nhiều linh ngọc như thế. Lâm Nhất thầm tặc lưỡi, 30.000 viên linh ngọc, con số này đã quá là nhiều rồi. Ngày trước làm việc ở Vạn Bảo Các hơn nửa tháng trời, ngày đêm không nghỉ mới miễn cưỡng đạt đến con số này. Nay giết chết hai tán tu đã tiện tay có được bằng đó. Giờ hắn đang nghèo kiết xác, nhìn thấy 30.000 viên linh ngọc này, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Cất hết linh ngọc, hắn đưa mắt về phía bí tịch rồi lật xem một hồi. Ngoài thiết trảo công và viêm cương quyền mà hai tán tu kia tu luyện ra, còn có rất nhiều võ kỹ của các tông môn, đáng tiếc đều không phải là võ kỹ của bốn đại tông môn. Số lượng không ít nhưng chẳng có cái nào hợp mắt. Phải biết thế nào là đủ thôi, trên người hai tên tiểu lâu la mà có thể lấy được 300.000 viên linh ngọc thì còn có gì để mà bất mãn nữa. Còn về đan dược, bây giờ hắn không cần dùng đến, nhưng có thể đưa cho huyết long mã. Thằng nhóc này cực kỳ hầu ăn. Hắn nghĩ không ra có thứ gì mà nó không thể ăn, đến rắn độc mà nó cũng nuốt luôn. Tiếp đến là túi trữ vật của huyết phong, đây mới là phần chính. Bảng đạo tặc chính là bảng truy nã được Hoàng thất Đại Tần khâm điểm, mỗi một người đều đã từng phạm những tội ác tày trời, chỉ riêng cái đầu thôi đã đáng giá 50.000 viên linh ngọc. Huyết phong mặc dù xếp phía sau, nhưng cả bảng chỉ có 96 người thì cũng là một đạo tặc hàng thật giá thật, nếu giả bao đổi. Rào. Rũ mạnh cái túi trữ vật của huyết phong ra, một đống linh ngọc đổ ra rào rào trước mặt Lâm Nhất. Không bao lâu sau, chiều cao của đống đồ phải gấp đôi chiều cao cơ thể hắn. Gã này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi. Chớp mắt nhìn qua, chỉ riêng số lượng linh ngọc thôi, ít nhất phải có đến 100.000 viên, một con số khiến người ta phải hết hôn. Lâm Nhất hít sâu một hơi, trái tim trong ngực đập bình bịch. Bất luận là Tử Diên Kiếm Quyết hay là Tuế Nguyệt Tâm Kinh, đều cần phải dùng đến một số lượng lớn chân nguyên, số linh ngọc này đã giải quyết được mối lo cấp bách nhất của hắn lúc này. Ngoại trừ linh ngọc ra, còn có rất nhiều ngọc bài công pháp. Tùy ý lật ra xem một lúc, mặt Lâm Nhất không khỏi khẽ biến sắc, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Những thứ này, đây đều là võ kỹ của tứ đại tông môn. Lâm Nhất giật mình, thầm ngạc nhiên hết sức. Gã này còn dám giết cả đệ tử của tứ đại tông môn sao? Huyết ma trảm. Hẳn là môn đao pháp mà huyết phong thi triển, là một bộ võ kỹ tà môn có thể đem sát khí và đao ý dung hòa với nhau, khiến Lâm Nhất phải chịu không ít khổ. Nếu không phải do tâm trí hắn kiên định, lại cô đọng được ba viên yêu đan vương giả, trong kiếm ý có thêm vài luồng yêu sát vương giá. Chỉ sợ là kiếm ý của hắn cũng không thể chịu được sát khí của đối phương. Nguyên nhân Bộ Trần và Tiêu Nhiên dễ dàng bị hạ gục cũng chính là vì huyết ma trảm này đã trấn áp được khí thế của hai người. Chương 697. Thực lực của bản thân chẳng thể thi triển ra được 5 phần. Nếu như huyết phong có thể tu luyện đo pháp này đến cấp đại thành thì có lẽ Lâm Nhất dù có được hai môn công pháp kỳ lạ kia cũng chưa chắc giết được gã ta. Rắc. Năm ngón tay dùng sức siết chặt, huyết ma trảm này hóa thành bột vụn trong tay Lâm Nhất. Đao pháp mất hết nhân tính, cô đọng sát khí này không nên tồn tại thì tốt hơn. Long tượng chiến thể quyết. Bỗng nhiên, Lâm Nhất nhìn thấy một tấm thẻ ngọc công pháp, hai mắt liền sáng rực lên. Đây là môn thần công luyện thể của Hỗn Nguyên môn, so với viêm ma chiến thể của hắn còn cao hơn rất nhiều. Sức mạnh long tượng được thể hiện trên người Tả Vân đã từng khiến hắn hâm mộ không thôi. Trong một lúc, thần sắc nơi đáy mắt Lâm Nhất thay đổi liên tục. So với long hổ quyền trong đế quốc lưu truyền rất nhiều bản thiếu sót khác nhau, thì long tượng chiến thể quyết này trước giờ đều chỉ có đệ tử Hỗn Nguyên môn mới được tu luyện. Người ngoài nếu như tu luyện sẽ gặp phải rắc rối rất lớn. Về long hổ quyền hắn không cần phải lo lắng đến chuyện này, công tử Lưu Thương dám tặng thì hắn đương nhiên dám nhận. Cứ cất đi trước đã,
tu luyện hay không, sau này rồi tính. Tạm thời không nghĩ về chuyện này nữa, Lâm Nhất cất kỹ cuốn Long Tượng Chiến Thể Quyết này đi. Tiếc thì tiếc, nhưng có một số cấm kỵ không nên tùy ý chọc vào. Xem kỹ từng thứ một, trong túi chữ vật của Huyết Phong cất giấu hơn 10 công pháp võ kỹ của tứ đại tông môn, nhưng ngoại trừ Long Tượng Chiến Thể Quyết ra thì đều là huyền cấp. Không hề có công pháp và võ kỹ linh cấp, điều này ngược lại khiến Lâm Nhất không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Hai con dao này không tệ, cũng là siêu phẩm huyền binh, đám đạo khách của đế đô hẳn là sẽ thích. Đây là Hỏa Vân Đan, đây là Tử Vân Giáp do Hoàng Thất rèn, đây là một viên huyết tinh cực phẩm, giỏi lắm, thế mà còn giấu thêm hơn 100 viên linh ngọc nhị phẩm, nhiều đồ tốt quá. Lâm Nhất coi như được mở rộng tầm mắt, so với đống đồ rác rưởi của hai tên lâu la kia mà nói. Thứ có thể được cho vào túi trữ vật của Huyết Phong, hầu như đều được tính là bảo vật, thẩm mỹ của gã này cũng khá. Đồ linh tinh không nhiều nhưng lại toàn là thứ cao cấp. Chẳng có gì mà phải khách sáo hay không, Lâm Nhất thu hết đống bảo vật cao cấp này vào trong túi của mình. Ngay lập tức, trong người hắn liền có 130.000 viên linh ngọc, hơn chục các loại huyết tinh cực phẩm, huyền giáp thượng phẩm, siêu cấp huyền binh và đan được in linh văn. Từ lúc xuống núi nghèo rất mồng tơi đến bây giờ trở nên xa hoa thế này. Những ngày tằn tiện chịu khổ trước đó, từ giờ đã không còn nữa. Chương 698. Chẳng trách Bộ Trần và Tiêu Nhiên lại muốn trở mặt mình, xem ra hai tên nhãi này biết rất rõ giá trị trong túi trữ vật của Huyết Phong. Lâm Nhất thầm cân nhắc, ánh mắt cuối cùng rơi lên chiếc mặt nạ quỷ. Chiếc mặt nạ này in những linh văn kỳ lạ cổ quái, không biết là được làm từ vật liệu gì mà kiếm khí Tử Diên đánh lên nhưng không hề để lại vết tích gì trên đó. Sau khi Tử Diên kiếm quyết thăng lên tầng 7, Tử Diên hoa ở đan điền có thể tạo ra kiếm khí. Kiếm quang bắn ra rất nhanh và nhẹ nhàng tựa như có thực thể, có thể so sánh với huyền binh sắc bén. Cái gọi là ngưng khí thành kiếm chính là thế này. Nhưng tia kiếm quang này không để lại bất kỳ dấu vết nào trên chiếc mặt nạ quỷ. Nói không kỳ quái thì không thể làm cho người khác tin được. Lâm Nhất nghịch chiếc mặt nạ trong tay, trầm tư một lát, cuối cùng đeo nó lên mặt mình. Soạt! Vừa đeo vào, toàn bộ khí tức trên người Lâm Nhất lập tức biến mất. Hắn như không khí đứng nguyên tại chỗ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hoàn toàn không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, thật kỳ dị. Thú vị, quả là một món bí bảo. Nếu có thù oán với ai đó mà đeo chiếc mặt nạ này thì không ai có thể nhận ra được. Đạo tặc Huyết Phong có thể tiêu dao một thời gian dài như vậy, có lẽ chiếc mặt nạ quỷ này có công lao không nhỏ. Đồ tốt! Lâm Nhất cất mặt nạ đi, sau đó nhìn về phía đầu của Huyết Phong, đây là một cái đầu trị giá 50.000 viên linh ngọc. Hắn nhận được tổng cộng 4 nhiệm vụ cấp A5 sao. Nhiệm vụ thứ nhất là thu thập huyết tinh. Thứ hai là hộ tống Bạch Thu Thủy vào rừng già huyết cốt, thứ ba là giết Huyết Phong, thứ tư là tìm một cây lưu kim thảo mà trưởng lão đan dược điện cần. So với nhiệm vụ thứ tư, nhiệm vụ hộ tống Bạch Thu Thủy và giết Huyết Phong tương đối khó khăn. Đặc biệt là giết Huyết Phong, đáng lẽ nhiệm vụ này phải do Sở Hạo Vũ, người đứng đầu bảng nhân của kiếm các, hoặc những người trong 10 hạng đầu bảng nhân khác hợp tác hoàn thành. Kết quả nó lại được Lâm Nhất hoàn thành trong quá trình hộ tống Bạch Thu Thủy. Trước mắt chỉ còn lại nhiệm vụ cuối cùng, còn dư rất nhiều thời gian. Tính ra mình đã rời tông môn gần 3 tháng, khi nào tìm được Lưu Kim Thảo thì về thôi. Tuy lịch luyện nhiệm vụ cấp A5 sao rất nguy hiểm và đầy rẫy nguy cơ, nhưng việc đánh giết giữa sinh tử cũng giúp Lâm Nhất gặt hái được rất nhiều thứ. Tu vi thăng lên huyền võ tầng 4, kiếm quyết thăng lên tới tầng 7, thất huyền bộ sắp đại thành, long hổ quyền chỉ còn lại 4 chiêu cuối. Điều quan trọng nhất là khí chất của Lâm Nhất có thay đổi rất lớn. Những ngày rèn luyện qua đã làm cho sự sắc bén trên người hắn trở nên thuần thục và mãnh liệt hơn. Bây giờ chỉ cần một ánh mắt đủ để khiến các võ giả cùng cấp không dám nhìn thẳng vào hắn. Nửa tháng sau, chương 699. Trong Lăng Tiêu Kiếm các cuồn cuộn sóng ngầm, bầu không khí ở khắp sơn môn đều đang lặng lẽ và dần trở nên căng thẳng. Bởi vì cuộc chiến đồng minh mỗi năm một lần sắp diễn ra. Trong kiếm các có hàng trăm hội đồng minh lớn nhỏ khác nhau, sự cạnh tranh giữa các hội đồng minh rất quyết liệt. Chẳng hạn như Lạc Già Sơn và Liên Minh Quân Tử, hai phe như nước với lửa, không cách nào giải quyết mâu thuẫn. Ngoài ra,
trong Lăng Tiêu kiếm các còn có một số hội đồng minh không phô trương nhưng rất lớn mạnh. Khác với Liên minh Quân tử và Lạc Già Sơn, những hội đồng minh này chỉ tập trung vào việc tu luyện cá nhân, các thành viên ít khi qua lại với nhau trừ lúc đi lịch luyện. Ví dụ như Liên minh Cô Tinh của Hoàng Phủ Tĩnh Hiên, hội đồng minh này cũng thuộc dạng đó, nhân số không nhiều nhưng không ai dám coi thường. Họ đều là những kẻ cuồng tu luyện, thực lực mạnh đến đáng sợ. Cuộc chiến đồng minh là cuộc chiến giữa các hội đồng minh, do tông môn tổ chức. Bảng xếp hạng cuộc chiến sẽ quyết định trực tiếp quyền lợi của các hội đồng minh ở tông môn. Những hội đồng minh lọt vào 10 hạng đầu sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ tông môn, tất cả thành viên của hội đều được hưởng. Nếu 10 hội đồng minh đứng đầu ban điều bất cần tuột hạng, danh tiếng của hội đó sẽ bị tổn hại rất nhiều. Thậm chí còn có thể giải tán. Tông môn trọng lợi ích, nếu hội đồng minh nào không có tiền đồ thì tất nhiên sẽ có người thay lòng đổi dạ, muốn gia nhập vào hội đồng minh khác mạnh hơn. Trong cuộc chiến đồng minh không có quy tắc, không có giới hạn sinh tử nên vô cùng tàn khốc. Cuộc chiến đồng minh cũng không yêu cầu tất cả thành viên của hội đồng minh phải ra trận, mỗi hội chỉ có thể cử 5 thành viên tham gia cuộc chiến. Hơn nữa, 5 thành viên này phải là đệ tử ngoại môn, tức là đệ tử bảng nhân. Kiếm các có suy tính riêng của mình, nếu hội đồng minh nào không thể liên tục bồi dưỡng người mới cho tông môn, đương nhiên họ sẽ không chào đón ngươi. Đối với tông môn, người mới đại diện cho hy vọng và tương lai. Nếu người mới liên tục xuất hiện nhân tài và thiên tài thì tông môn sẽ hưng thịnh, tránh nỗi lo về sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Và lại, cả tông môn có mấy chục nghìn người, nhưng số lượng đệ tử nội tông không tới 1.000 người. Tất cả những nhân tài bảng địa đều tu luyện công pháp cấp linh. Họ chính là nền tảng của tông môn, phải mất rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng nên, nếu chết một người cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Trong cuộc chiến đồng minh tàn khốc vừa phân thắng bại, vừa phân sinh tử. Nếu đệ tử nội tông chết trong cuộc chiến đồng minh thì có hơi đáng tiếc quá. Do vậy, cuộc chiến đồng minh hàng năm chỉ có các đệ tử ngoại môn ưu tú tham gia để quyết định thứ hạng của hội đồng minh. Chương 700. Nói là cuộc chiến đồng minh, thật ra nó không khác mấy so với cuộc thi đấu giữa đệ tử ngoại môn của những tông môn khác. Lúc này, trên đỉnh núi Lạc Già Sơn, Hân Nghiên và các thành viên giữ chức vụ cao trong Lạc Già Sơn đang ngồi lại cùng nhau, bàn bạc gì đó với vẻ mặt nghiêm túc. Vẫn chưa có tin tức gì về Lâm Nhất sao? Hân Nghiên nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng hỏi. Chưa có à? Tin tức mới nhất vẫn là chuyện của nửa tháng trước. Lâm Nhất tham gia nhiệm vụ hộ tống Cao Gia ở thành Mạc Vân. Nhưng nhiệm vụ này rất kỳ quái, đã có rất nhiều người về, chỉ có Lâm Sư Đệ là chưa. Nhưng khi hỏi Lâm Sư Đệ đã chết rồi phải không, những người này lại lắc đầu, hỏi cụ thể hơn thì các đệ tử Cao Gia đều giữ kín như bưng, không chịu tiết lộ. Đúng, tình huống khi đó rất kỳ quặc, giống như gia chủ Cao Gia đã ra lệnh bắt buộc những người này không được tiết lộ dù chỉ nửa chữ. Sau đó có người gặp bộ trần của Huyền Thiên Tông và Tiêu Nhiên của Ma Nguyệt Sơn Trang, chúng ta cũng đi tới hỏi, nhưng hai người này càng kỳ quái hơn, vừa nhắc tới tên của Lâm Sư Đệ, họ đã biến sắc, quay lưng bỏ đi. Nghe các đệ tử kiếm các trong hội đồng minh của mình báo cáo tin tức đã đi dò la, Hân Nghiên nhíu mày. Lạ thật, chẳng những không biết Lâm Nhất còn sống hay đã chết, thậm chí còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong rừng già huyết cốt. Người ngoài cuộc quả thật rất khó hiểu, nhưng nếu đặt mình vào trong đó sẽ dễ dàng hiểu được. Sau khi các đệ tử Cao Gia, Bộ Trần và Tiêu Nhiên được Lâm Nhất cứu một mạng, hầu hết họ đều chọn cách trở mặt với hắn. Họ cùng nhau bức bách Lâm Nhất, để rồi cuối cùng bị dọa sợ tới mức phải quỳ xuống xin tha. Đây là chuyện vô cùng nhục nhã, làm sao họ dám nói ra. Hơn nữa, sau khi gia chủ Cao Gia biết được chuyện này, ông ta đã ra lệnh không cho bất kỳ ai được tiết lộ một câu nào. Đương nhiên các thành viên Lạc Già Sơn đi dò la sẽ không nghe được tin tức gì. Còn Bộ Trần và Tiêu Nhiên, hai người đã quỳ trong sơn cốc suốt 3 ngày 3 đêm nên rất sợ Lâm Nhất. Trong khoảng thời gian đó, họ còn bị huyết long mã đùa cợt rất nhiều lần. Nghe nhắc tới Lâm Nhất, họ không biến sắc mới lạ đấy. Hân Nghiên nhìn sang Mạc Thành, hỏi, Mạc Thành, hình như ngươi có chuyện muốn nói phải không? Mạc Thành chần chừ, sau đó trả lời, ta có chuyện này, không biết có nên nói hay không? Nói đi, ta đã đích thân đến Cao Gia tìm vài người,
Cao Du, một đệ tử dòng thứ trong số đó, đã tiết lộ cho ta một vài chuyện. Họ đã gặp tán tu huyết cốt ở trong rừng già huyết cốt, và lại còn ám chỉ với ta rằng gia chủ yêu cầu họ giữ bí mật. Ngoài tin tức này, dù ta có hỏi thế nào, hắn cũng không chịu nói bất cứ điều gì khác. Mặc Thành thở dài, cuối cùng vẫn nói ra tin xấu mà mình đã nghe được. Gì cơ? Chương 701. Nghe vậy, tất cả thành viên Lạc Già Sơn ở đây, kể cả Hân Nghiên, đều biến sắc. Tán tu huyết cốt, đây là một nhóm tán tu giết người không nhả xương, chẳng lẽ Lâm Nhất đã đánh nhau với đám người này? Vẻ lo lắng thoáng qua trong đôi mắt long lanh của Hân Nghiên, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc. Người khác không biết nhưng cô ta biết, ngoài nhiệm vụ hộ tống, Lâm Nhất còn có một nhiệm vụ khác, đó là giết đạo tặc huyết phong. Nếu thật sự gặp phải tán tu huyết cốt, rất có thể hắn sẽ chọn ra tay. Cô ta vốn cho rằng có thể là do Lâm Nhất không biết nên mới nhận luôn nhiệm vụ giết đạo tặc này. Sau khi xuống núi, hắn sẽ không thật sự đi giết huyết phong. Dù sao thực lực cũng chênh lệch rất nhiều, nếu gặp phải thì hắn chỉ có một con đường chết. Nói đơn giản hơn là nếu có thể hoàn thành 3 nhiệm vụ cấp A5 sao kia, hắn bỏ một nhiệm vụ thật ra cũng không sao cả. Với phần thưởng của 3 nhiệm vụ cấp A5 sao, hoàn toàn có thể gánh được sự tổn thất này. Nhưng nếu trùng hợp gặp phải tán tu huyết cốt, vậy thì sẽ rất khó nói. Phải làm sao đây, thảo nào đám người này không chịu tiết lộ, chỉ sợ Lâm sư đệ đã lành ít dữ nhiều. Còn gần 2 tháng nữa cuộc chiến đồng minh sẽ bắt đầu, nếu Lâm sư đệ về, Lạc Già Sơn chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng. Nghe nói sau khi Vương Diễm bình phục, hắn vẫn luôn qua lại với Sở Hạo Vũ. Không chỉ Sở Hạo Vũ, lần này Lâm sư đệ nhận nhiều nhiệm vụ cấp A5 sao đã đắc tội hầu như cả 10 đệ tử đứng đầu bảng nhân. Nếu trong cuộc chiến đồng minh gặp người của Lạc Già Sơn chúng ta, đám người này chắc chắn sẽ không nương tay. Rất nhiều thành viên đứng đầu Lạc Già Sơn không cầm được lo lắng. Hân Nghiên sư tỷ nghĩ thế nào? Tất cả mọi người không biết nên làm thế nào, bèn nhìn về phía Hân Nghiên. Cứ đợi đi, Lâm sư đệ không phải người liều lĩnh, có lẽ mọi chuyện không tệ như mọi người tưởng tượng. Hân Nghiên vào đầu, tiểu tử này làm người ta nhức đầu thật mà, trước mắt cô ta chỉ có thể lên tiếng an ủi mọi người. Sau khi những người khác rời đi, ánh mắt Hân Nghiên trở nên phức tạp. Đối với cô ta, thắng hay thua trong cuộc chiến đồng minh đều không sao cả, năm sau còn có thể tái chiến. Nhưng nếu Lâm Nhất đã chết thì thực sự rất đáng tiếc. Hoa tàn đi còn có ngày có hoa khác nở lại, riêng đời người già đi sẽ không có lúc trẻ lại. Tiểu tử, người phải sống sót trở về đấy. Nếu ngươi chết, tỷ tỷ sẽ đau lòng lắm. Trên khuôn mặt quyến rũ như hoa hồng của Hân Nghiên thoáng hiện một tiếng thở dài. Từ lúc cô ta nhìn thấy Lâm Nhất bị huynh đệ họ Vương chèn ép ở phân đà kiếm các tại đế đô, hình bóng của người thiếu niên này đã in sâu trong lòng cô ta. Đó không phải tình yêu, mà là một loại yêu mến đơn thuần. Trong đôi mắt bình tĩnh của thiếu niên hàm chứa sự quật cường, rất giống. Rất giống với cô ta trong những đêm không ngủ của nhiều năm trước. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi thuộc một dãy núi hùng vĩ cũng có người đang quan tâm đến động tĩnh của Lâm Nhất. Trong vách núi, một thanh niên mặc áo xanh có vẻ mặt lạnh lùng, giữa hai đầu lông mày ẩn chứa sự sắc bén đáng sợ và tàn bạo. Chân nguyên toàn thân sôi trào, hắn ta đột nhiên hét lớn, chém ra một tia kiếm khí. Răng rắc, kiếm quang ngưng tụ thành thực thể ngay trên không trung rồi cắm vào vách đá cách đó 100 thước, một lát sau mới phát ra tiếng leng keng rồi biến mất. Chương 702. Ngưng khí thành kiếm, Trương sư huynh quả nhiên là thiên tài. Dựa vào công pháp cấp huyền thượng phẩm mà lại có thể đạt tới cảnh giới này. Ta nghe nói rất nhiều đệ tử bảng địa phải tu luyện công pháp cấp linh mới miễn cưỡng thi triển được ngưng khí thành kiếm. Có người bước tới mỉm cười, vỗ tay nịnh nọt. Thanh niên áo xanh chính là người thuộc 10 hạng đầu bảng nhân đã có xung đột với Lâm Nhất trong công đức điện vào ngày hôm đó, Trương Liệt. Trương Liệt kiêu ngạo, lạnh lùng trả lời, đệ tử bảng địa là cái thá gì, chỉ lớn hơn chúng ta mấy tuổi thôi. Bớt nói nhảm lại đi, chuyện ta bảo ngươi đi dò la, ngươi có nghe ngóng được gì không? Bẩm sư huynh, Lâm Nhất nhận nhiệm vụ cấp A có vẻ không được thuận lợi lắm, hắn gặp phải tán tu huyết cốt trong rừng già huyết cốt, bây giờ không rõ sống chết và cũng không có tung tích gì về hắn. Ngươi đến vội vàng báo cáo đúng sự thật những gì mình đã hỏi thăm được.
Trương Liệt cười nhếch môi, dường như cũng không ngoài ý muốn, lạnh lùng bảo, một tên vô dụng mà dám nhận nhiệm vụ cấp A5 sao, có thể thuận lợi mới là lạ, nhưng nếu chết trong tay tán tu thì lợi cho hắn quá rồi. Có cần tiếp tục theo dõi không ạ? Đó là đương nhiên, ngộ nhỡ tiểu tử này không chết, kiểu gì hắn cũng sẽ chạy về tông môn, đến lúc đó mới vui. Tia sát khí lóe qua trong mắt Trương Liệt rồi biến mất. Có câu, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Chuyện Lâm Nhất gặp phải tán tu huyết cốt ở rừng già huyết cốt, tung tích không rõ, chưa biết sống chết ra sao, đã truyền khắp ngoại môn Lăng Tiêu Kiếm Các gần như chỉ trong một đêm, bầu không khí căng thẳng ở ngoại tông vì sắp cuộc chiến đồng minh sắp diễn ra càng thêm phong ba. Trong 10 người đứng đầu bảng nhân, không chỉ Trương Liệt, người có xung đột trực tiếp với Lâm Nhất ngày hôm đó, cảm thấy bất mãn với hắn. Những người còn lại cũng rất khó chịu. Họ là 10 người đứng đầu bảng nhân, ánh sáng ngày mai của Lăng Tiêu Kiếm Các, có cơ hội cao lọt vào bảng địa, danh xưng 10 người đầu bảng không phải để trưng. Tất cả họ đều cảm thấy kiêu ngạo về mình, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Trong công đức điện, Lâm Nhất cố chấp nhận hết nhiệm vụ cấp A5 sao chắc chắn sẽ khơi dậy sự tức giận của họ. Quy tắc ngầm sừng sững như núi suốt nhiều năm qua đột nhiên bị một người mới phá vỡ, không ai có thể kiềm chế được cơn giận này. Nó không chỉ liên quan tới thể diện, mà quan trọng hơn là những lợi ích đằng sau nhiệm vụ cấp A5 sao. Sau khi hoàn thành, mỗi nhiệm vụ đều có phần thưởng hậu hĩnh, thậm chí còn có cả linh ngọc nhị phẩm quý báu. Đây là sự chiếu cố vượt mức mà những người có chức vụ cao trong Lăng Tiêu Kiếm Các dành cho họ vì công nhận thiên phú của họ. Đệ tử tông môn ai cũng đua nhau để trở nên mạnh hơn, tranh đoạt danh lợi, cuối cùng cũng không tránh được hai chữ tài nguyên. Tài nguyên cũng được chia thành nhiều loại khác nhau, có tài nguyên hạ đẳng ai cũng có thể nhận được, có tài nguyên trung đẳng chỉ cần nỗ lực một chút là có thể nhận được, nhưng cũng có tài nguyên thượng đẳng mà tất cả mọi người đều khao khát. Linh Ngọc Nhị Phẩm chính là tài nguyên thượng đẳng khiến người ta khao khát trong số đó. Thể diện là nhỏ, nhưng bị cướp tài nguyên, họ không thể nhẫn nhịn được. Vào lúc này, trong một đại điện trên sườn núi ở Lăng Tiêu Kiếm Các có hai người đang ngồi, họ vừa ngắm nhìn mây mù trong núi, vừa uống trà nói chuyện phiếm. Trên người cả hai người đều có khí tức rất mạnh, khí thế còn mạnh hơn nhiều so với Trương Liệt. Chương 703. Cả hai đều khôi ngô tuấn tú, phong độ ngời ngời, nhìn là biết chắc đó là rồng giữa loài người, tuyệt đối không phải người thường. Trên thực tế, quả thật hai người này rất nổi tiếng ở ngoại môn Lăng Tiêu Kiếm Các, thậm chí có không ít người trên bảng địa nhìn họ bằng con mắt khác, không hề dám thất lễ. Người bên trái tên là Giang Phong, hạng 3 bảng nhân. Người bên phải tên là Diệp Tu, hạng 2 bảng nhân. Giang Phong và Diệp Tu luôn nằm trong 3 hạng đầu bảng nhân. Đã gia nhập tông môn được 2 năm. Họ không chỉ nổi tiếng ở Lăng Tiêu Kiếm Các, dù ở đế đô của nước Đại Tần, sau 2 năm đi lịch luyện ở khắp nơi, họ cũng có danh tiếng không nhỏ. Trên khuôn mặt trẻ trung của họ hoàn toàn không thấy được sự ngây thơ và ngông cuồng của người đệ tử tông môn. Trong mắt thoáng qua vẻ lão luyện, nét mặt đầy khiêm tốn và sắc bén, thoạt nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra rất kiêu ngạo, sự kiêu ngạo này được thể hiện rõ ràng ở mỗi động tác của họ. Không phải do họ cố ý ra vẻ, mà sự kiêu ngạo này đã ăn sâu vào khí chất riêng của họ từ lâu. Diệp Tu, huynh cũng đã nghe nói rồi phải không? Giang Phong với kiểu tóc xóa hai lọn tóc mai ở hai bên, vừa châm trà cho đối phương, vừa cười hỏi. Đôi mắt sáng ngời lặng lẽ quan sát vẻ mặt của đối phương, giữa hai người vừa là bạn, nhưng cũng có sự cạnh tranh gay gắt. Diệp Tu nghiêm túc nhận lấy tách trà, lạnh nhạt đáp tất nhiên đã nghe nói. Trong mắt Giang Phong có chút kinh ngạc, hắn ta cười, thật thú vị, không ngờ ngay cả kẻ cuồng tu luyện như huynh cũng nghe nói đến chuyện này, Lâm Nhất đúng là một nhân vật. Nhiệm vụ cấp A5 sao bị giành hết một cách không giải thích được, ta không muốn chú ý cũng khó. Vừa nhắc tới chuyện này, một tia sát khí lạnh lẽo lóe qua trong mắt Diệp Tu. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, Sở Hạo Vũ không nhận nhiệm vụ giết Huyết Phong thì nó sẽ do hắn ta và Giang Phong hợp tác hoàn thành. Giang Phong tiếp lời, nhưng nghe nói người này gặp phải tán tu ở rừng già huyết cốt, có lẽ bây giờ đã chết. Vẻ mặt của Diệp Tu vẫn không thay đổi, hắn ta nói ra suy nghĩ của mình, ta không nghĩ như vậy, người có thể tu luyện thành công bá kiếm sao có thể chỉ có cái danh hão. Hắn mới 17 tuổi,
khó tránh được sự bồng bột ngông cuồng nên mới nhận hết nhiệm vụ cấp A5 sao. Nhưng hắn chắc chắn không phải kẻ vô dụng, dù cho không đánh lại tán tu, ta tin hắn nhất định sẽ có cách tự vệ. Diệp huynh, có vẻ như huynh rất có thiện cảm với người này thì phải, Giang Phong nghi hoặc hỏi. Thiện cảm. Diệp Tu bật cười, lạnh giọng đáp, bồng bột ngông cuồng thì có thể hiểu, nhưng động đến ta thì hắn thực sự đã tìm nhầm người rồi, ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Chờ hắn về, hắn sẽ tự biết ngông cuồng cũng phải có bản lĩnh mới được ngông cuồng. Giang Phong nhìn người trước mặt mình, bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, người này được gọi là kẻ cuồng tu luyện, tính tình kỳ quái, trước nay luôn trầm lặng ít nói, rất ít khi thật sự nổi giận. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy nét mặt Diệp Tu thay đổi một cách dữ dội như thế. Nhưng trong chuyện này, hắn ta có quan điểm khác với Diệp Tu, hắn ta không ôm hy vọng quá lớn về việc Lâm Nhất có thể còn sống. Nếu Lâm Nhất thật sự còn sống, hắn ta rất muốn gặp người thiếu niên ngông cuồng đã giết đệ đệ của Vương Diễm, tu luyện thành công bá kiếm, còn giành hết nhiệm vụ cấp an này. Hắn ta không ngại dạy cho hắn một ít đạo. Lý. Chương 704. Còn một chuyện nữa, sau khi Vương Diễm trở về, hắn thường xuyên qua lại với Sở Hạo Vũ, hình như là muốn lôi kéo Sở Hạo Vũ về Liên Minh Quân Tử trước khi cuộc chiến đồng minh diễn ra. Huynh và Sở Hạo Vũ đều là thành viên của Liên Minh Cô Tinh, huynh có biết hắn nghĩ thế nào không? Giang Phong đổi chủ đề, hỏi một chuyện khác. Diệp Tu trả lời, hắn nghĩ thế nào, chẳng lẽ ngươi không đoán được? Sở Hạo Vũ tu luyện còn điên cuồng hơn cả ta, luôn ghét sự ràng buộc. Hơn nữa cũng không để loại dòng chính tông tộc như Vương Diễm vào mắt. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, còn những người thuộc 10 hạng đầu bảng nhân khác thì chưa chắc. Dù sao vẫn có một số người coi trọng tên tuổi của tông tộc Vương Thị. Sở Hạo Vũ Đạt đã gia nhập tông môn được 2 năm. Trong năm đầu tiên, hắn ta không có tiếng tăm gì, không ai biết đến, nhưng sau khi hắn ta thi đấu tranh hạng, chưa từng có ai lay chuyển được vị trí đầu bảng nhân. Nghe đồn hắn ta đã có thực lực leo lên bảng địa từ lâu, nhưng vì từng thua trong tay Bạch Lê Hiên một lần nên vẫn chưa đi đấu tranh hạng. Sau lưng có người nói Sở Hạo Vũ không lên hạng thì thôi, nếu hắn ta lên hạng chắc chắn sẽ đạp Bạch Lê Hiên xuống. Hắn ta là yêu nghiệt chân chính, bất kể là Giang Phong hay Diệp Tu, khi nhắc tới người này đều tỏ ra kính nể. Giang Phong đặt tách trà xuống, suy tư nói, nhưng theo ta biết thì hôm nay Vương Diễm lại đi tìm Sở Hạo Vũ. Hắn đang kẹt trong tình thế bắt buộc, lần trước bị nhục nhã ê chề ngay trước mặt Lạc Già Sơn, với tính cách có thù ắt báo, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lăng Tiêu Kiếm Các, ở một bảo địa phong thủy nào đó có linh khí dồi dào, dòng suối chảy dài, phong cảnh tuyệt đẹp. Một chàng thanh niên với mái tóc xóa dài, mặc áo màu xám đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện trong tiếng nước chảy êm đềm. Chiếc trường sa màu xám không nhuốm bụi trần. Che đi vẻ rực rỡ hào nhoáng trên người hắn ta khiến hắn ta trông cực kỳ giản dị, mộc mạc. Thậm chí còn không nổi bật bằng thanh trường kiếm được hắn ta tiện tay đặt một bên. Khiêm tốn, giản dị, không hào nhoáng. Nhưng không có đệ tử thâm niên nào dám coi thường hắn ta, người có thể chiếm nửa bảo địa phong thủy này. Ngoài trưởng lão của tông môn ra thì trong Lăng Tiêu Kiếm Các, chỉ có yêu nghiệt chân chính mới có thể làm được. Xào xạc. Một người lặng lẽ bước đi theo làn gió nhẹ. Nhưng chỉ còn cách người mặc áo xám chừng 10 bước chân đã bị phát hiện. Lông mi chàng thanh niên áo xám khẽ run, hắn ta mở mắt ra, trong nháy mắt một luồng ánh sáng lạnh như lưỡi dao sắc bén phóng ra. Ánh mắt hắn ta sắc bén, hoàn toàn không giống với phong mang mà một người mộc mạc, giản dị có thể phóng ra. Vương Sư Huynh, ta đã nói rồi, ta không có hứng thú tham gia Liên Minh Quân Tử. Huynh đã tìm ta 3 lần rồi, là do Sở Mỗ nói chưa đủ rõ ràng hay sao? Hóa ra thanh niên áo xám này là Sở Hạo Vũ hạng nhất bảng nhân, uy danh lẫy lừng trong kiếm các. Vương Diễm cười lãnh đạm, khí tức hùng hậu, hai mắt sáng ngời, không nhìn ra được trước đó hắn ta đã bị phạt 3 nhát dao, gãy hết tay chân. Đột nhiên thực lực của hắn ta lại tăng mạnh hơn. Hắn ta nhìn Sở Hạo Vũ, hỏi một đằng đáp một nẻo. Nghe đồn Sở sư đệ đã có thực lực bảng địa lâu rồi, hôm nay được thấy xem ra còn hơn thế nữa. Ta không thích lặp lại lời mình đã hỏi, mời Vương sư huynh về cho. Đối mặt với Vương Diễm cao thủ tiếng tăm lẫy lừng bảng địa, nội tâm Sở Hạo Vũ vẫn không dao động. Cho dù đối phương là dòng chính của tông tộc Vương Thị,
thậm chí rất có thể sẽ trở thành tộc trưởng tương lai của tổng tộc Vương Thị. Hắn ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nể mặt Vương Diễm quá nhiều. Chương 705. Trong mắt hắn ta, đối phương chỉ là đệ tử bảng địa thâm niên, hơn mình vài tuổi mà thôi. Một thời gian nữa, với ngộ tính thiên phú của mình, vượt qua Vương Diễm chỉ là chuyện sớm muộn. Có câu quá tam ba bận, đệ tử chối ta ba lần, ta vốn không có lý do gì để tìm đệ nữa, nhưng ta đã đến thì chắc chắn có tự tin khiến đệ đồng ý. Vương Diễm hoàn toàn không vì thái độ của đối phương mà cảm thấy khó chịu, ý cười trên mặt vẫn không giảm. Ồ, Sở Hạo Vũ nhướng mày, cười thản nhiên nói, tự tin của huynh từ đâu mà có vậy? Chỉ với thân phận đích trưởng tử của tông tộc Vương Thị thì ta không quan tâm đâu. Có người đưa cho ta thứ này, nói rằng chỉ cần lấy ra thì chắc chắn đệ sẽ không từ chối. Lời vừa dứt, Vương Diễm lấy một miếng ngọc bội ra, ngọc thô thượng hạng được chạm khắc tỉ mỉ thành một con chim xanh tràn đầy linh khí. Khi nhìn thấy ngọc bội chim xanh, nụ cười trên mặt Sở Hạo Vũ lập tức cứng đờ sau đó dần biến mất. Hắn ta đưa tay nhận lấy miếng ngọc bội, quan sát kỹ càng. Một lúc sau, Sở Hạo Vũ nhẹ giọng nói, không ngờ Vương Sư Huynh vẫn luôn làm việc cho vị công tử này, đúng là khiến ta bất ngờ. Vương Diễm rất hài lòng với biểu hiện bây giờ của Sở Hạo Vũ, cười bảo công tử là rồng là phượng, hùng tài vĩ lược, bất thế kỳ tài, làm việc dưới trướng ngài ấy là vinh hạnh của ta. Ngài ấy rất coi trọng Sở Sư Đệ, chỉ cần Sở Sư Đệ gật đầu thì miếng ngọc bội tùy thân này sẽ là của đệ. Sở Hạo Vũ do dự. Hắn ta biết rất rõ phân lượng của miếng ngọc bội này. Một năm trước khi hắn ta giao đấu với người đó, phát hiện trên người đối phương cũng có ngọc bội chim xanh tương tự thế này. Ta đồng ý với huynh. Vẻ do dự trong mắt Sở Hạo Vũ tan biến, hắn ta nắm chặt ngọc bội, trầm giọng trả lời. Thấy Sở Hạo Vũ đồng ý, Vương Diễm mừng rỡ, lôi kéo được người này, hắn ta có thể thoải mái không cần lo lắng về cuộc chiến đồng minh nữa. Trong lòng hắn ta đã cười như điên, Hàn Nghiên, ngươi khiến ta chịu sỉ nhục, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Bịch bịch bịch. Đúng lúc này, một thành viên của liên minh quân tử đang canh giữ bên ngoài bước vào với vẻ vội vàng. Vương Diễm không khỏi tức giận quát, có biết phép tắc hả? Không thấy ta thấy ta đang nói chuyện với sư đệ à? Sở Hạo Vũ xua tay, khuyên nhủ, không sao, chắc chắn là có chuyện gấp nên mới phá lệ như thế. Huynh để hắn nói đi. Vẻ mặt Vương Diễm dịu đi đôi chút, hắn ta trầm giọng bảo, nói đi. Nhưng người này lại ấp úng không nói, ánh mắt như có như không liếc Sở Hạo Vũ vài lần. Thấy vậy, Sở Hạo Vũ mỉm cười, xem ra tại hạ phải tránh mặt một lúc rồi. Vương Diễm vội nói, Sở sư đệ khách sáo quá, ngươi mau nói đi, bây giờ Sở sư đệ đã là người của liên minh quân tử rồi, ngoài ta ra ai cũng phải nghe theo lệnh của đệ ấy. Trong mắt người nọ lóe lên tia ngạc nhiên, hắn ta vội hành lễ rồi chính chóng đáp, hai vị sư huynh, huynh đệ của liên minh ở dưới chân núi truyền tin khẩn, Lâm Nhất đã ở ngoài sơn môn của Lăng Tiêu Kiếm Các rồi ạ. Không thể nào. Sắc mặt Vương Diễm thay đổi rất nhiều, trước đây có tin đồn rằng Lâm Nhất đã chết trong tay tán tu ở rừng già huyết cốt. Sao có thể về sớm như vậy? Dù may mắn sống sót cũng phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Về trước chẳng phải chờ chịu phạt sao? Chương 706. Sở Hạo Vũ vẫn bình thản, nhẹ giọng nói, không có gì không thể cả, đến mạng còn suýt mất thì sao còn dám tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nữa. Luôn có người không biết tự lượng sức mình, cứ phải chịu thiệt rồi mới hiểu nhiệm vụ cấp A không phải ai cũng có thể nhận. Hai mắt Vương Diễm chợt sáng lên, hắn ta cười tươi, đúng, chắc chắn là như thế. Không chết cũng tốt, chết rồi mới mất vui. Chỉ là nụ cười này càng về sau càng khiến lòng người ớn lạnh. Lâm Nhất đã xuất hiện. Tin này vừa đồn ra, không chỉ Vương Diễm và Sở Hạo Vũ mà những ai theo dõi sự việc đều bị sốc. Mấy ngày qua, tin đồn về việc Lâm Nhất gặp phải tán tu trong rừng già huyết cốt đã truyền đi khắp chốn. Ai cũng nói hắn không rõ sống chết, không thấy tung tích. Rất nhiều người đều cười hắn không biết tự lượng sức mình, còn nói đã biết hắn sẽ có kết cục này từ lâu rồi. Quy tắc của 10 hạng đầu bảng nhân đâu dễ dàng bị phá vỡ như thế. Mới chỉ huyền võ tầng 3 mà đã nhận hết 4 nhiệm vụ cấp A5 sao. Và hết một lượt vào mặt 10 hạng đầu bảng nhân. Bây giờ rơi vào tình cảnh này là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu.
Nhất là thành viên của Liên minh quân tử, mấy tháng trước bị Lâm Nhất chèn ép không ngẩng đầu được, bây giờ cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt hãnh diện. Nhưng chưa được bao lâu, mới chỉ 2-3 ngày Lâm Nhất đã lại đột nhiên xuất hiện, không hề báo trước. Điều này khiến mọi người đều trở tay không kịp, cực kỳ bất ngờ. Quay lại rồi. Trương Liệt một trong 10 người đứng đầu bảng nhân nhận được tin cũng sững sờ, hồi lâu không có phản ứng. Một lúc lâu sau hắn ta mới cười to, về sớm thế này chắc chắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, để ta xem hắn ta giải quyết thế nào. Dứt lời, Trương Liệt bước đi thật nhanh ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. Trương Sư Huynh giận rồi. Ban đầu khi ở công đức điện, Trương Sư Huynh đã định dạy cho tên tiểu tử đó một bàn học rồi, sau đó đành phải từ bỏ. Nhịn cục tức này 3 tháng, làm sao có thể nhịn được nữa? Đi đi đi, mau đi xem thế nào. Phải khuyên Trương Sư Huynh đừng đánh chết người ta, Lạc Già Sơn truy cứu trách nhiệm thì không ổn đâu. Đám đệ tử có quan hệ tốt với Trương Liệt tinh thần phấn khởi, nhanh chóng đi theo. Dưới chân núi Lăng Tiêu Kiếm Các, một người một ngựa phong trần xuất hiện, Lâm Nhất ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía sơn môn của kiếm các, trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc. Thu thập huyết tinh, hộ tống Bạch Thu Thủy, giết huyết phong, tìm Lưu Kim Thảo. Hắn ra đi vội vàng, rời tông 3 tháng, cuối cùng cũng hoàn thành hết 4 nhiệm vụ cấp A5 sao. Cảnh tượng khi từ biệt Hân Nghiên sư tỷ trên Lạc Già Sơn như vẫn còn hiện ra trước mắt. Chương 707. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, tiến bộ vượt bậc. Tu vi vững vàng dừng ở huyền võ tầng 4, Long Hổ Quyền đạt đến đại thành. Tử Diên kiếm quyết thăng lên tầng 7, búng tay ngưng khí thành kiếm. Thất huyền bộ chỉ còn nửa bước nữa là ngưng kết được kim ô ấn, phối hợp với Long Hổ Quyền đạt đến đỉnh cao. Cho dù không sử dụng bá kiếm thì trong số những người cùng cấp cũng chẳng có ai là đối thủ của hắn. Đối mặt với những người đứng đầu tông môn huyền võ tầng 5, chân nguyên được tuế nguyệt tâm kinh ngưng luyện cũng có lợi thế không nhỏ. Chưa kể hắn còn có một số tiền khổng lồ hơn 100.000 viên linh ngọc cùng với táng hoa kiếm có thể so sánh với bảo khí. Đã đến lúc bàn giao nhiệm vụ rồi. 4 nhiệm vụ cấp A có phần thưởng hậu hĩnh, linh ngọc nhị phẩm cộng lại ít nhất cũng cả 1.000 viên. So với linh ngọc nhất phẩm thì linh ngọc nhị phẩm hiếm hơn nhiều. Trong ngọc có chứa tinh hoa nhật nguyệt, sức mạnh tinh thần dày đặc mà cô đọng. Khác biệt giữa nhất phẩm và nhị phẩm giống như khác biệt giữa bạc trắng và vàng nguyên chất. Là sự khác biệt về bản chất. Đối với đệ tử tông môn, nó có sức hấp dẫn chí mạng. Trong mắt Lâm Nhất hiện lên tia chờ mong, hắn xuống ngựa, đi về phía tông môn. Mới nửa khắc, Lâm Nhất có thất huyền bộ gần đạt đến đại thành đã nhẹ nhàng tới được quảng trường trước công đức điện. Nhưng khi hắn chuẩn bị bước lên bậc thang, vô số ánh mắt chợt đổ dồn về phía hắn. Đệ tử tông môn trên quảng trường thấy Lâm Nhất xuất hiện thì đều sững sờ. Trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Thật sự là Lâm Nhất kìa, không phải hắn đã chết trong rừng già huyết cốt à? Tên này đúng là may mắn, gặp phải tán tu huyết cốt cũng thoát được, không biết có hoàn thành nhiệm vụ không nữa. Nhặt được mạng mà về là tốt lắm rồi, có khi bỏ chạy thục mạng như chó ở trong rừng già huyết cốt ấy chứ. Nhiệm vụ cấp A5 sao chắc chắn hắn không hoàn thành nổi. Nhiệm vụ thất bại thì kết cục thảm lắm. Tên này tưởng mình giết được Diệp Lưu Vân là có thể thách thức 10 hạng đầu bia hỏi ng.vn nhân à. Đúng là ngây thơ. Tuổi trẻ bồng bột, kiểu gì cũng phải trả giá. Sau khi ngỡ ngàng, mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn vào Lâm Nhất, vẻ mặt hả hệ sung sướng, chờ xem kịch hay. 3 tháng trước, Lâm Nhất mạnh mẽ bá khí, nổi danh ngay khi một kiếm giết chết Diệp Lưu Vân. Sau đó ở công đức điện. Hắn nhận 4 nhiệm vụ cấp A5 sao, chiếm hết mọi ánh nhìn, gây ra náo động không nhỏ, thậm chí còn suýt đánh nhau với Trương Liệt. Hắn quật khởi nhanh chóng, độ nổi tiếng ở ngoại môn khiến nhiều người phải ghen tị. Hiện tại, thời hạn nhiệm vụ còn chưa đến mà hắn đã về trước. Chắc chắn là chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếm trải cay đắng của sự ngông cuồng, lủi thủi quay về nhận lỗi. Những người ghen tị kia đương nhiên vui mừng, chỉ chờ xem trò cười của hắn. Chương 708. Cái quái gì vậy? Trong lòng Lâm Nhất không biết nói gì, sau khi giết được huyết phong, để tránh phiền phức nên hắn đã đeo mặt nạ quỷ đi tìm Lưu Kim Thảo, đương nhiên mọi người không tìm ra được tung tích của hắn. Nhưng đến tông môn,
đám người này lại đồn rằng hắn đã chết trong rừng già huyết cốt. Đúng là lạ thật. Còn về sớm hơn là vì hắn đã hoàn thành loạt nhiệm vụ hộ tống Bạch Thu Thủy và giết Huyết Phong, tiết kiệm được 2 tháng. Tông môn này đúng là thú vị, hắn nhớ lúc đầu khi mình đến công đức điện nhận nhiệm vụ. Trên đường đi, hầu như tất cả mọi người đều đổ xô ra chào hắn, gặp thì kính trọng chào một câu Lâm sư huynh. Khi đó hắn giết được Diệp Lưu Vân, luyện thành bá kiếm, tài năng bộc lộ. Bây giờ sau khi những tin đồn kỳ lạ này truyền ra, đừng nói đến việc chào. Ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng trở nên bất thường. Hắn nhìn thì mọi người né tránh, rời mắt thì mọi người lại thì thầm bàn tán. Có ý nghĩa gì không? Lâm Nhất thầm nói một tiếng, không giải thích nhiều, hắn nhìn công đức điện hùng vĩ, bước thẳng về phía trước. Bịch bịch bịch. Hắn vừa đi một bước đã thấy phía trước ồn ào, một đoàn người đi tới. Kẻ cầm đầu lãnh đạm, bước đi nặng nề, khí tức mạnh mẽ, trên người tản ra sát khí nhàn nhạt, phong thần anh tuấn, khí khái phi phàm, kiếm ý mãnh liệt. Đường đường chính chính, ưỡn cao ngực bước đến như thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ. Giữa những tiếng bước chân loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng kiếm y rung lên, vô cùng bén nhọn. Trương Liệt sư huynh, đến nhanh đấy, chắc Trương sư huynh vẫn luôn phải người theo dõi hắn. Nhìn thấy người cầm đầu là ai, mọi người hơi bất ngờ. 3 tháng trước, Trương Liệt và Lâm Nhất từng xảy ra tranh chấp, mọi người đoán hẳn ta sẽ lộ diện nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Lâm Nhất liếc mắt nhìn, trong lòng thầm nói, thứ ruồi nhặng đúng là âm hồn không tan. 10 người đứng đầu bảng nhân, danh tiếng vang dội. Nhưng đến đạo tặc hàng thật giá thật là Huyết Phong mà hắn còn giết được, 10 người đứng đầu bảng nhân có là gì? Lâm sư đệ định làm gì thế? Trương Liệt nở nụ cười bỡn cợt, thấy Lâm Nhất cũng không vội vàng, bộp chộp. Lần này, không phải bên trong công đức điện. Ta xem còn có ai không có mắt, dám chặn ta lại nữa, chúng ta cứ từ từ đùa giỡn. Đương nhiên là đi nộp nhiệm vụ. Lâm Nhất như thể đang nhìn đứa ngu, hờ hững nói. Chỉ dựa vào ngươi, lấy cái gì để nộp, lấy đầu của ngươi để đi nộp à? Trương Liệt bật cười một tiếng, trên mặt đầy ý châm chọc, không hề có ý muốn che giấu. Cái này thì không cần Trương sư huynh phải lo lắng rồi. Thần sắc Lâm Nhất lạnh nhạt, không thèm quan tâm đến người này, nhấc chân định đi vòng qua người hắn ta rồi vào thẳng công đức điện. Chương 709. Không hề báo trước, đúng vào lúc Lâm Nhất sắp đi ngang qua, Trương Liệt bỗng vung ra một quyền. Dầm. Chân nguyên toàn thân hắn ta sao động, tu vi đã mở 5 sợi huyền mạch dùng hết vào đòn này. Trong luồng khí tức điên cuồng, bất ngờ vung ra một quyền khiến Lâm Nhất trở tay không kịp, cả người phải lui lại hơn 10 bước. Ta cho phép ngươi đi chưa? Nụ cười trên mặt Trương Liệt đột ngột thu lại, trở nên cực kỳ lạnh lùng. Một chút ý lạnh đi kèm với ngữ điệu âm u của hắn ta dần vang ra trên quảng trường trước công đức điện. Bỗng nhiên khiến người ta không rét mà run, có chút lẩy bẩy. Cùng là huyền võ tầng thứ 5, nhưng có rất nhiều người ở đó lại bị khí thế của Trương Liệt trấn áp đến mở miệng nói cũng thấy khó khăn. Thật đáng sợ, đây chính là thực lực của 10 người đứng đầu bảng nhân sao. Viêm dương quyết của Trương Liệt chỉ sợ là đã tu luyện đến tầng thứ 5. Ít nhất đã ở mức đại thành rồi. 10 người đứng đầu bảng nhân, quả nhiên không thể xem thường. Chỉ một quyền đã có thể thấy được chân nguyên trên người Trương Liệt dồi dào vô cùng, khiến cho người ta phải kinh hãi không thôi. Chỉ chút thực lực này thôi sao? Lâm Nhất vẫn chưa đứng vững được cơ thể, Trương Liệt lại cong khóe môi lên cười lạnh lùng, chân nguyên cuộn trào, vung tay phất một cái. Đột nhiên 3 luồng kiếm mang bao hàm kiếm ý cô đọng phá không xuất hiện. Xoạt xoạt xoạt, kiếm mang lần lượt rơi xuống ép cho Lâm Nhất phải lui lại thêm mấy bước nữa. Kiếm mang rơi trên mặt đất như có thực thể, giống một lưỡi dao sắc bén cắm trên mặt đất. Một hơi thở sau mới biến mất hoàn toàn. Ngưng khí thành kiếm. Trước mắt mọi người sáng rực, tiếng hô kinh ngạc đột ngột vang lên, cảnh giới ngưng khí thành kiếm này bỗng nhiên xuất hiện trên người một đệ tử ngoại môn. Thực là không thể tin nổi, theo lời đồn, chỉ có tu luyện công pháp linh cấp. Sau khi chân nguyên ngưng kết đến một trình độ nào đó thì mới có thể kết hợp với kiếm ý đạt đến mức ngưng khí thành kiếm. Lần này, thần sắc của đệ tử kiếm các trên quảng trường khi nhìn vào Trương Liệt không khỏi thay đổi hẳn. Cái gọi là thiên tài, cũng chẳng qua là như vậy mà thôi.
không hổ là 10 người đứng đầu bảng nhân, chỉ Trương Liệt mà đã giỏi như vậy, những người còn lại càng không cần phải nói nhiều. Xem ra cuộc chiến đồng minh năm nay, những người nổi lên chỉ e vẫn sẽ là những người này. Lâm Nhất, ngươi thực sự cho là ta tìm ngươi để ôn lại chuyện cũ hay sao? Vẻ mặt Trương Liệt lạnh lùng, bước lên trước vài bước, lạnh giọng nói, đừng có trong lòng biết tỏng mà ngoài mặt giả bộ ngu, ta từng nói quy định chính là quy định, ngươi nằm trong bảng nhân thì bắt buộc phải tuân thủ. Không cho ta một lời giải thích thì đừng trách ta không nể tình đồng môn mà bắt ngươi bỏ về Lạc Già Sơn. Giải thích cái gì? Lâm Nhất thầm châm chọc, dựa vào đánh lén mà cũng chỉ có thể khiến hắn phải lui lại 10 bước, còn chẳng tính là bị thương nhẹ. Thực không biết, Trương Liệt này lấy đâu ra tự tin thế? Tư chất không đủ, cố gắng là được, nhưng nếu là người ngu dốt thì đúng là hết thuốc chữa. Không biết lượng sức. Chương 710. Thấy Lâm Nhất vẫn giả bộ ngu, trong lòng Trương Liệt không khỏi nổi điên, tức tối tuốt trường kiếm trong tay khỏi vỏ. Keng! Kiếm thân bốn thước, lưu quang như nước, phong mang kiếm ý, vang lên không dứt. Một kiếm rút ra, bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động. Trương Liệt, vậy mà lại làm thật. Lâm Nhất này thực sự không sợ sao? Trong rừng già huyết cốt, suýt chút nữa là chết trong tay tán tu thế mà lại không rút ra được bài học gì. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một kẻ thông minh, xem ra ta nghĩ sai rồi. Giải thích cái gì, đợi sau khi ngươi quỳ xuống, ta sẽ nói cho ngươi từng chuyện một. Lời nói vừa dứt liền nhìn thấy kiếm quang lóe lên, vô cùng chói mắt, khiến người khác không kiềm được mà nhắm chặt hai mắt lại. Kiếm ý mạnh quá. Bị kiếm quang chói mắt này khiến cho nhắm chặt hai mắt, trong lòng mọi người không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cứng đầu cứng cổ. Cơn giận thoáng qua trong đáy mắt Lâm Nhất, đúng vào lúc kiếm quang kia sắp tấn công mình. Cơ thể bất động, năm ngón tay phải nắm chặt thành quyền, cánh tay khẽ nhấc lên. Đột nhiên một luồng không khí mông lung hỗn độn tràn ra xung quanh cơ thể hắn, nhấp nhô lên xuống. Trong một thoáng, bỗng như dòng nước sông đục ngầu, cuồn cuộn không dứt. Mang đến cảm giác đầy áp bức. Họa long điểm tinh. Trong lòng khẽ hét lên một tiếng, thế của mãnh hổ do bàn tay phải của Lâm Nhất ngưng tụ lại, sau đó vung ra một quyền. Rầm. Rõ ràng là thế của mãnh hổ, nhưng khi vung ra một quyền này lại có tiếng rồng ngâm vang lên tứ phía, chấn động cả tầng mây. Từng luồng khí hỗn độn mà mông lung xung quanh người hắn giống như một bức tranh vẽ rồng được khoác lên một lớp thủy mặc, dần dần trở nên rõ ràng. Sinh động như thật, sau đó ầm ầm chuyển mình biến thành rồng thật. Chỉ một giây, luồng kiếm ý điên cuồng mà Trương Liệt tập kích nứt ra từng đoạn, dần dần gãy vụn rồi biến mất tăm. Quyền mang vung ra va vào mũi kiếm, tạo thành một âm thanh vang trời, chấn động màng nhĩ người nghe. Rồng thật xuất hiện, kiếm ý nát vụn. Trương Liệt ói ra một ngụm máu tươi, cơ thể như bị sét đánh bay ngược trở về. Lúc này, những người bị kiếm quang làm cho chói mắt phải nhắm lại mới thấy dịu dần, từ từ mở mắt ra, sau đó thấy ngay cảnh Trương Liệt đang nằm trên đất ói máu. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngây ra như phỗng, nhìn về phía Lâm Nhất như nhìn thấy quái vật. Chuyện gì xảy ra? Nhắm mắt rồi lại mở mắt, Lâm Nhất hai tay trống không đứng thẳng, tóc dài bay bay. Nhưng Trương Liệt lại ói máu liên tục, sắc mặt tái nhợt, run rẩy lẩy bẩy, hết sức thê thảm. Mới chớp mắt một cái mà kết quả lại hoàn toàn bị đảo ngược thế này. Chương 711 tượng đất cũng có 3 phần lửa. Họa long điểm tinh. Trương Liệt đau đớn ngã vật trên đất, sắc mặt tái mét, thần sắc trong mắt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Chiêu thức thứ 5 họa long điểm tinh của Long Hổ Quyền, cho dù là đệ tử của Huyền Thiên Tông, người có thể tu luyện thành công cũng chẳng có mấy ai. Người có thể đại thành lại càng hiếm. Nhưng Lâm Nhất, một đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các, uy lực của Long Hổ Quyền trong tay còn vượt xa đệ tử của Huyền Thiên Tông. Đáng ghét, ta không tin, hôm nay không diệt ngươi không được. Trương Liệt phẫn nộ gào lên, bàn tay nắm chặt thành quyền đấm mạnh xuống đất. Ầm. Trong tiếng vang rung trời, một đám bụi dày bị hất tung lên, quảng trường phía trước công đức điện dưới tác động của một quyền này đều khẽ rung lên, những người đang đứng trên mặt đất. Cơ thể không đứng vững được mà nghiêng trái ngã phải. Tu vi thâm hậu phía sau cú đấm này khiến người ta phải thầm kinh ngạc. Tranh thủ sức mạnh của một quyền này, Trương Liệt gào thét, nắm chặt lấy trường kiếm trong tay sau đó lại bật người bay lên.
Công pháp Viêm Dương Quyết huyền cấp thượng phẩm đã đạt mức đại thành, đang được vận chuyển điên cuồng trong cơ thể hắn ta, khắp người từ trên xuống dưới phát ra luồng khí tức nóng bỏng vô cùng. Trong đôi mắt, thậm chí còn như có hai ngọn lửa đang bùng lên. Tóc dài tung bay, một thân đầy khí thế lại lần nữa tăng vọt lên mức đỉnh phong. Dây dưa không dứt. Cơn giận trong mắt Lâm Nhất vốn chưa kịp tiêu tan, lại bùng lên lần nữa, lấp lánh như sao, khó mà tắt được. Chỉ cần không phải kẻ ngu thì với một quyền một kiếm vừa rồi, đối phương nên hiểu được sự cách biệt giữa hai người. Nhưng dưới ánh mắt của tất cả mọi người như thế mà Trương Liệt lại vẫn còn dám tiếp tục quấy nhiễu, hết lần này đến lần khác không biết điều. Thư Cê sự cho là Lâm Nhất không biết giận sao. Tượng đất cũng có ba phần lửa. Không đợi đối phương đánh đến, Lâm Nhất lạnh mặt, chân phải từ từ nhấc lên. Tử Diên kiếm quyết và sức mạnh tuế nguyệt xung hòa lẫn nhau, rót đến chân phải đang được nhấc lên. Đợi đến khi chân phải nhấc lên được nửa thước, rồi nhanh như thiểm điện đạp xuống. Rầm. Thoáng chốc, mặt đất liền xuất hiện rất nhiều vết nứt mảnh, kiếm thế toàn thân theo tiếng vang rung trời điên cuồng quét qua. Rắc rắc rắc. Trên quảng trường rộng rãi đột nhiên bụi bay mù mịt, đệ tử ngoại môn đứng ở phía trên đã không còn có thể tiếp tục đứng vững được nữa, vẻ mặt chật vật, ngã trái ngã phải. Trương Liệt lúc nãy dựa vào lực đấm để bay lên, lúc này còn chưa kịp rời khỏi mặt đất. Đã bị một cước này của Lâm Nhất đè ngã xuống lần nữa, sau khi rơi xuống đất lại ói ra thêm một ngụm máu. Chương 712 vậy ta cần phải giải thích với ngươi cái gì? Sư huynh. Những đệ tử đồng minh với Trương Liệt, mặt mày đều biến sắc, muốn chạy qua để đỡ hắn ta dậy. Nhưng vừa mới nhấc chân lên thì đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo tận xương cốt quét đến chỗ bọn họ. Ngước mắt lên nhìn, lại thấy Lâm Nhất hờ hững liếc mắt qua nhìn bọn họ, sau đó ánh mắt này rơi trên người Trương Liệt đang giãy giụa trên mặt đất. Đáng ghét, không cử động được. Mấy người kia kinh hồn bạt vía, sắc mặt trắng bệch. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Nhất, vậy mà bọn họ lại không thể cử động, loại cảm giác khó chịu kia còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bị sát khí của tán tu bao vây. Lâm Nhất, ngươi đừng đắc ý, nhiệm vụ cấp A5 sao bị thất bại, hậu quả này ngươi gần như không thể gánh nổi, cho dù là Hân Nhiên cũng không thể bao che cho ngươi được. Trương Liệt nhìn vẻ mặt hờ hững của Lâm Nhất mà đáy mắt không nén được nỗi căm phẫn chưa hề nguôi ngoai chút nào. Có liên quan gì đến ngươi không? Lâm Nhất đứng chắp tay sau lưng, không vui không giận, hờ hững nói. Trương Liệt đầy một bụng tức, đối diện với một câu nói nhẹ nhàng này lại không biết phải đối đáp thế nào. Có liên quan không? Không đợi hắn đáp lời, Lâm Nhất lại hỏi một lần nữa, vẻ mặt vẫn như cũ không hề thay đổi. Có không? Hai chữ, ý nghĩa đơn giản mà giọng điệu đáng sợ, Trương Liệt không biết vì sao. Trong lòng bỗng khó nén nổi cảm giác sợ hãi. Phụt. Lời vừa dứt, Lâm Nhất búng tay một cái, ba luồng kiếm mang khuấy động bầu không xuất hiện. Trương Liệt vừa mới giãy giụa bỗng kêu lên thảm thiết, bị ghim chặt về chỗ cũ. Ngưng khí thành kiếm. Kiếm mang màu tím tựa như hóa thành thực thể ghim chặt Trương Liệt trên mặt đất. Chỉ đúng 4 nhịp hô hấp sau mới dần dần tan biến. Còn mạnh hơn gấp 4 lần so với kiếm mang chớp mắt đã biến mất kia của Trương Liệt. Cát bụi từ từ lắng xuống trên quảng trường, tất cả mọi người ngạc nhiên thốt lên một tiếng, thần sắc tất cả đều có chút kinh hoàn nhìn về phía Lâm Nhất. Không liên quan, không liên quan với ta. Vết thương chồng lên vết thương, Trương Liệt đau muốn chết đi sống lại, không dám lại cứng họng nữa. Sau khi giãy giụa đứng lên thì hoảng hồn lắp bắp hai câu. Vậy ta cần phải giải thích với ngươi cái gì? Đối diện với thái độ nhận sai của Trương Liệt, vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng nhưng không hề có ý định cho qua. Trong làng Trương Liệt đầy khủng hoảng, khó lòng biểu đạt được hết, chân tay bắt đầu run lập cập. Rõ ràng cảm nhận được Lâm Nhất đã thực sự nổi giận, mặt mày khổ sở không biết phải đáp lời thế nào. Nhìn Lâm Nhất đang từ từ bước lại gần, lắp ba lắp bắp nói, không cần giải thích cái gì, Lâm sư đệ hiểu lầm rồi. Mặt Lâm Nhất không đổi sắc lại bước tiếp nhưng giọng nói thì rõ ràng cao hơn ba tông so với lúc này. Nói rõ ràng cho ta nghe ngươi muốn ta giải thích cái gì. Chương 713 10 người đứng đầu bảng nhân. Tiếng hít khí. Bầu không khí tĩnh lặng như tờ,
không có người nào dám mở miệng nói nửa chữ, bên tai vang vọng tiếng quát chất vấn của Lâm Nhất. Nói rõ ràng cho ta nghe, người muốn ta giải thích cái gì? Trước đó, Trương Liệt ngông cuồng tự đại, dưới ánh mắt của tất cả mọi người rõ ràng là muốn Lâm Nhất phải quỳ xuống đất xin tha. Tranh thủ lúc nhiệm vụ của hắn thất bại, sỉ nhục hắn khiến hắn không còn có ngày để ngóc đầu dậy nữa. Để giải quyết mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ phát hiện, chuyện rõ ràng không phải như vậy. Trong 3 tháng ngắn ngủi, thực lực của Lâm Nhất đã khác xa ngày xưa. Đối diện với hắn, 10 người đứng đầu bảng nhân rõ ràng không đủ thực lực để đấu với hắn. Một vẻ bá khí từ trên người hắn quét qua khắp tứ phía. Đám người trước đó còn cười cợt châm chọc hắn đều không kiềm được mà run rẩy. Trong lòng khiếp sợ bất an, sợ Lâm Nhất gây rắc rối cho bọn họ. Trương Liệt đối diện với 3 lời chất vấn của Lâm Nhất mà khóc không ra nước mắt nhìn Lâm Nhất tiến đến gần. Áp lực mà hắn đang gánh chịu khủng khiếp đến mức người ngoài không thể nào hình dung được. Mỗi một bước chân đặt xuống đều giống như viên đá hàng chục nghìn cân đập vào trong tim, vô cùng nặng nề. Nói đi, nói xem, ngươi muốn Lâm Mỗ ta quỳ xuống, giải thích với ngươi cái gì? Lâm Nhất bước lên một bước, khí dồn đan điền, trầm giọng quát lên. Ong! Tiếng quát vang lên nghe như tiếng sấm, rung động màng nhĩ, tất cả mọi người, từ trên xuống dưới đều không kiềm được dùng mình. Nói đi nói xem, ngươi muốn Lâm Mỗ ta quỳ xuống, giải thích với ngươi cái gì? Câu hỏi này, vốn dĩ trước đó là do Trương Liệt hùng hổ nói rằng hắn ta muốn Lâm Nhất phải giải thích cho hắn. Nhưng bây giờ, sau 3 câu chất vấn của Lâm Nhất lại khiến cho Trương Liệt nói năng lộn xộn, run rẩy lẩy bẩy, khóc không ra nước mắt, sụp đổ trước cái chết. Bầu không khí tĩnh lặng đầy chết chóc, không có bất kỳ người nào dám mở miệng nói đỡ cho hắn ta nửa chữ. Phịch! Trong bầu không khí tĩnh lặng, ai cũng không ngờ được sẽ nhìn thấy cảnh này. Trương Liệt quỳ xuống trên đất, hai đầu gối va mạnh xuống phát ra âm thanh vang dội, rung động tâm hồn của những người xung quanh. 10 người đứng đầu bảng nhân. Trương Liệt trong danh sách 10 người đứng đầu, sau 3 lời chất vấn của Lâm Nhất mà lại quỳ xuống trước mặt hắn. Cảnh tượng này bất kể là ai cũng đều không thể ngờ đến được. Rất nhiều người ngạc nhiên đến há hốc cả miệng nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. 10 người đứng đầu bảng nhân. Đã độc chiếm ngoại môn kiếm các 2 năm. Ở ngoại môn kiếm các, bọn họ là trời, bọn họ là vương, bọn họ coi trời bằng vung, chẳng biết sợ là gì. Chương 714 Vì sao ngươi quỳ? Lời của bọn họ chính là quy tắc, không có người nào dám không nghe. Nhiệm vụ cấp A, nếu bọn họ nói không được phép nhận thì không có người nào dám nhận. Nếu chọc vào bọn họ, không chỉ phải quỳ xuống đất xin tha còn phải chủ động nhận sai, khai báo vấn đề. Nhưng cái quỳ gối này, là trời sập rồi, là mất hết vương đạo rồi, là quy tắc đã bị phá vỡ rồi, là một thiếu niên tên Lâm Nhất, bình thường chẳng có gì đặc biệt mà nay bỗng nhiên nổi bật ở ngoại môn kiếm các như thế. Lâm sư đệ, xin thứ lỗi cho sự ngông cuồng và những lời càn rỡ lúc trước của tại hạ, đã đắc tội rồi. Trương Liệt quỳ trên đất. Trong lòng đầy khổ sở, trầm giọng nói xin lỗi. Con đường từ Lăng Tiêu kiếm các đến công đức điện, ta có thể đi không? Thần sắc Lâm Nhất bình tĩnh, vẫn không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc dao động nào, nhưng sâu trong đáy mắt là vẻ lạnh lùng khiến người ta phát run. Có thể đi. Nhiệm vụ cấp A 5 sao, tại hạ có thể nhận không? Có thể nhận. Trong lòng Trương Liệt như đang rỉ máu, nghiến chặt răng, nặng nề đáp. Quy tắc của 10 người đứng đầu bảng nhân, ta có thể phá không? Có thể phá. Có thể đi, có thể nhận, có thể phá. Đối diện với sự mạnh mẽ của Lâm Nhất, Trương Liệt đã không còn chút xíu cá tính nào, chỉ cầu mong đối phương tha cho mình, không tiếp tục giày vò hắn ta nữa. Dưới áp lực khủng bố kia cùng sự hành hạ trong mỗi tiếng chất vấn, hắn ta không muốn phải trải nghiệm thêm lần nào nữa. Lâm Nhất lưng đeo kiếm hạp. Gương mặt thanh tú khôi ngô, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trầm giọng nói, vì sao ngươi quỳ? Lâm sư đệ không nói, tại hạ không dám đứng. Lời này vừa dứt, không biết có bao nhiêu người nghe thấy âm thanh trái tim mình vỡ nát. Những đệ tử đồng minh với Trương Liệt, người nào người nấy mặt mày khổ sở,
tim đang rỉ máu. Vậy ngươi tiếp tục quỳ đi, trước kia ngươi bắt bao nhiêu người quỳ rồi thì hôm nay quỳ ở trước công đức điện bấy nhiêu canh giờ. Lâm Nhất chẳng thèm nhìn đến Trương Liệt nữa mà cứ thế đi thẳng về phía công đức điện, đầu cũng chẳng quay lại. Dưới ánh nắng chói chang, chiếc bóng của Lâm Nhất càng lúc càng kéo dài trên quảng trường. Có rất nhiều người âm thầm nhìn Trương Liệt quỳ trên mặt đất mà thở dài không thôi. Mà càng có nhiều người thần sắc phức tạp nhìn theo bóng lưng của Lâm Nhất. Thật lâu sau vẫn không có ai nói nên lời, bởi vì trong lòng họ biết, Lăng Tiêu Kiếm Các lại có thêm một yêu nghiệt nữa mới được sinh ra. Kẹt! Cánh cửa nặng nề của công đức điện bị Lâm Nhất đẩy ra, sau đó nhấc chân bước thẳng vào bên trong. So với những người bên ngoài quảng trường, đệ tử ở công đức điện hôm nay chỉ có lưa thưa vài người. Nhưng sự xuất hiện của Lâm Nhất vẫn thu hút hết ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Chương 715 con gà hơn nhau ở tiếng gáy. Cũng hết cách, bởi vì mấy ngày gần đây tin tức về việc Lâm Nhất gặp phải bất trắc trong rừng già huyết cốt đã truyền đi với vận tốc chóng mặt. Hắn vốn dĩ cũng là một nhân vật nổi bật trong đám ngoại môn, trong cửu tinh tranh bá đã càn quét hết những người mới cùng khóa, chém đầu Vương Ninh, trên đài sinh tử núi huyết kỳ lại chém đầu Lưu Vân. Cho dù không biết hắn thì cũng đã từng nghe qua câu chuyện kể việc đón gió bắt kiếm, đứng trên cơn lốc rung động lòng người. Một nhân vật đầy sức ảnh hưởng như vậy, đột nhiên lại nghe được tin tức hắn gặp phải bất trắc, khó tránh được mọi người quan tâm đến vậy. Giờ khắc này, đột nhiên nhìn thấy Lâm Nhất bất ngờ xuất hiện ở đây nên bọn họ đều ngây ra như phỗng. Vậy mà đã quay về thật. Chính là hắn đúng không, người 3 tháng trước đã nhận nhiệm vụ cấp A5 sao? Có lẽ là quay về để nhận tội chứ, 4 nhiệm vụ lớn cấp A5 sao, hắn một mình một kiếm sao có thể hoàn thành hết được. Nhưng mà so với đám người bên ngoài quảng trường, những người bên trong công đức điện đều đi nhẹ nói khẽ, bàn luận chuyện trò cũng rất nhỏ tiếng. Tình cảnh thế này, Lâm Nhất đã gặp một lần bên ngoài quảng trường cho nên hắn không hề cảm thấy kỳ lạ. Đương nhiên cũng sẽ không để tâm mà đi thẳng đến trước mặt của chấp sự áo xanh chuyên phụ trách bàn giao nhiệm vụ. Lâm Nhất. Chấp sự áo xanh nhìn thấy Lâm Nhất thì khẽ ngẩn ra, sau thất thanh nói, ngươi không phải nên đi tìm trưởng lão Lạc Phong để xin tha sao, chạy đến công đức điện làm cái gì? 4 nhiệm vụ lớn của cấp A5 sao trong mắt chấp sự áo xanh là việc mà Lâm Nhất tuyệt đối không thể hoàn thành. Dường như chẳng hề suy nghĩ gì. Ông ta bất giác đã buột miệng nói ra câu này. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, hờ hững nói, xin tha. Xin tha cái gì, cho dù nhiệm vụ thất bại thì ta cũng sẽ cam tâm chịu phạt, huống hồ gì ta không hề thất bại. Ta biết tình hình của ngươi, ngươi tu thành bá kiếm, thậm chí kinh động cả Mai Đại Hộ Pháp. Nhưng người thanh niên à, ở trước mặt người đồng trang lứa nói phét còn được, ở trước mặt chấp sự ta, hà tất gì phải làm bộ làm tịch chứ? Trên thực tế 4 nhiệm vụ lớn của cấp A5 sao, chỉ cần ngươi hoàn thành một việc là công đức điện sẽ không thực sự làm gì ngươi rồi. Khẽ ngừng lại, chấp sự áo xanh nhìn về phía Lâm Nhất, lạnh lùng cười thách thức, dù gì ngươi cũng là người Mai Đại Hộ Pháp nhắm chúng, nhưng cho dù có nể mặt Mai Đại Hộ Pháp thì công đức điện cũng sẽ không làm giả kết quả cho ngươi đâu. Lời nói vừa dứt, ông ta thu lại nụ cười, trên mặt mang đầy vẻ lạnh lùng. Trong đại điện lập tức có tiếng ồn ào, nhưng ánh mắt đang nhìn Lâm Nhất đều thay đổi. Thì ra là sau lưng có người bảo kê nên mới dám to gan như vậy. Ta đã nói làm sao hắn dám kiêu ngạo, nhận một lần nhiều nhiệm vụ cấp A thế. Con gà hơn nhau ở tiếng gáy. Nhưng hình như công đức điện cũng không cho phép hắn giữ trò lừa gạt, lần này có trò hay để xem rồi. Hiển nhiên chấp sự áo xanh nghĩ rằng Lâm Nhất muốn dựa vào ngọn núi lớn là Mai Hộ Pháp. Ép buộc công đức điện giúp hắn dở trò để tạm cho qua. Ta giống người mạnh miệng lắm sao? Chương 716 ông lấy nhầm rồi, viên này mới đúng. Lâm Nhất thản nhiên lấy từng viên huyết tinh mi cốt lóng lánh, tỏa linh khí thiên địa, chứa đựng tinh hoa của Nhật Nguyệt ra. Không nhiều cũng không ít, số lượng vừa đủ 50 viên. Chấp sự áo xanh nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt kỳ lạ, sau đó nhìn kỹ lại những viên huyết tinh hắn lấy ra. Mặt đột nhiên biến sắc. Huyết tinh, thật sự là huyết tinh. Huyết tinh cực phẩm, đây là huyết tinh mi cốt của huyết lang vương. Nhìn thấy một viên huyết tinh lóng lánh khác thường,
mắt chấp sự áo xanh sáng rực lên, ông ta đang định đưa tay ra cầm lấy quan sát. Nhưng Lâm Nhất đã lấy đi trước, đổi thành một viên huyết tinh bình thường, ông lấy nhầm rồi, viên này mới đúng. Vẻ mặt chấp sự áo xanh trở nên hơi khó coi, ông ta khịt mũi, coi như ngươi đã hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng vậy thì sao? Ngươi không biết lượng sức, nhận một lần 4 nhiệm vụ cấp A5 sao, hoàn thành hết được à? Lâm Nhất không nói nhảm với ông ta, lấy lưu kim thảo và giấy chứng nhận nhiệm vụ có dấu vân tay của Bạch Thu Thủy ra. Không đợi chấp sự áo xanh hoàn tất kiểm chứng, hắn lại đặt một cái đầu người lên trên bàn. Khuôn mặt nhợt nhạt, chết không nhắm mắt, máu chảy đầm đìa. Lạch cạch. Cái đầu khẽ lắc lư làm cho chấp sự áo xanh hoảng sợ đứng bật dậy ngay tại chỗ. Đầu của đạo tặc Huyết Phong. Không thể nào, sao ngươi có thể làm được? Ông ta lấy tranh chân dung ra cẩn thận so sánh, sau đó càng kinh hãi hơn. Không thể giả được, hàng thật giá thật, đây chính là đầu của Huyết Phong, tên đạo tặc xếp hạng 96 trên bảng đạo tặc. Giết người lấy đầu, đệ tử tông môn ai cũng biết điều này. Lâm Nhất vẫn giữ bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Khóe miệng chấp sự áo xanh khẽ giật, ông ta thầm cười khổ, đương nhiên ai cũng biết giết người phải lấy đầu. Nhưng đạo tặc Huyết Phong, ngươi cũng phải giết gã ta mới được. Phóng tầm mắt nhìn mấy chục nghìn đệ tử, có ai dám tự tin rằng mình nhất định có thể giết được Huyết Phong? 50 viên huyết tinh mi cốt lóng lánh, thậm chí còn có một viên huyết tinh cực phẩm của Huyết Lang Vương, giấy chứng nhận do Bạch Thu Thủy đích thân in dấu tay, lưu kim thảo lấp lánh đủ màu sắc. Cộng thêm cái đầu người trước mặt này nữa. 4 nhiệm vụ cấp A5 sao đều đã được Lâm Nhất hoàn thành. Hơn nữa còn được hoàn thành trước một tháng. Bất kể là hiệu suất hay kết quả đều khiến người ta kinh ngạc. Chấp sự, ông có còn cảm thấy tại hạ cần phải giở trò lừa gạt không? Lâm Nhất nhìn thẳng vào mắt đối phương, bình tĩnh hỏi. Các chấp sự khác của công đức điện, thậm chí cả trưởng lão cũng bị kinh động, kéo nhau tới xem, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chương 717 còn phần thưởng khác ư? Thật sự là đầu của Huyết Phong. Không nhầm đâu, không có cách nào làm giả được. Lưu kim thảo này cũng vậy, trưởng lão đan dược điện đã dục nửa năm rồi, cuối cùng cũng có thể giao cho ông ấy. Còn trẻ mà đã có thể giết được đạo tặc Huyết Phong, hắn đã đề cao oai nghiêm của tông môn chúng ta. Thật khó tin, không ngờ 4 nhiệm vụ cấp A5 sao đều được hoàn thành bởi một người. Trong 5 năm qua hình như chưa có đệ tử ngoại môn nào có thể làm được thì phải. Những chấp sự và trưởng lão khác đều kinh ngạc, luân phiên khen ngợi Lâm Nhất. Chấp sự áo xanh đỏ bừng mặt, xấu hổ vội cười làm lành, ta đã nhìn lầm, tiểu huynh đệ đừng trách, ta sẽ lấy phần thưởng cho ngươi. Nếu không tính điểm công đức, chỉ riêng Linh Ngọc Nhị Phẩm đã có tổng cộng 1.300 viên. Phần thưởng hậu hĩnh đến mức khiến các đệ tử có mặt ở đây phải đỏ mắt, ai cũng tỏ ra hâm mộ. Lợi hại quá! 1.300 viên linh ngọc nhị phẩm, nếu cho ta 10 viên, nói không chừng ta sẽ có thể đột phá. Quả nhiên cùng là con người nhưng số phận khác nhau, thảo nào ngay cả Mai Hộ Pháp cũng coi trọng hắn, Lâm Sư Huynh quả thật có chỗ hơn người. Các ngươi không thấy mấy chấp sự kia đều ngây người à, không ngờ tiểu tử này im ỉm mà lại làm ra chuyện lớn đến vậy. Tiếng ồn ào trong đại điện vẫn tiếp tục, tất cả mọi người đều tạm dừng việc mình đang làm. Nhìn về phía này với vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Cáo từ. 1.300 viên linh ngọc nhị phẩm vào túi, cộng với một ít phần thưởng đan dược nhị phẩm, Lâm Nhất hài lòng thỏa dạ, chuẩn bị rời đi. Đợi đã, giết tán tu trên bảng đạo tặc còn có một phần thưởng đặc biệt khác, đưa Tiêu Vân lệnh cho ta. Chấp sự áo xanh không dám tỏ ra coi thường, cười tủm tỉm nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt cung kính. Còn phần thưởng khác ư? Lâm Nhất suy tư, đưa Tiêu Vân lệnh trong tay cho đối phương. Chấp sự áo xanh cười bảo, chờ ta một lát, ta sẽ đưa Tiêu Vân lệnh của ngươi cho điện chủ, phần thưởng này phải do điện chủ đích thân chuẩn bị. Những người ở quảng trường bên ngoài công đức điện hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trong điện. Họ chỉ nhìn Trương Liệt đang quỳ dưới đất bằng ánh mắt phức tạp, có không ít tiếng thở dài vang lên. Cũng có người cảm thấy hả hê, vui vẻ ra mặt. Trương Liệt luôn ngang ngược hống hách, ỷ vào địa vị 10 hạng đầu bảng nhân đã vô cớ ức hiếp rất nhiều người.
Vèo vèo. Lúc này có hai bóng người nhẹ nhàng đáp đất, khi nhìn thấy Trương Liệt, vẻ mặt họ lập tức trở nên kinh ngạc. Mọi người nhìn thấy diện mạo của hai người thì ngạc nhiên, lớn tiếng nói, Lục Hách Tuyên hạng 8 bảng nhân, Tân Vô Ngân hạng 9 bảng nhân. Tiếng thốt kinh ngạc chưa dứt đã có thêm mấy bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hạng 7 bảng nhân, Hoắc Đông Lai. Hạng 6 bảng nhân, Ngụy Tử Lâm. Hạng 5 bảng nhân, Nhan Thế Cao. Hạng 4 bảng nhân, Hàn Chính Dương. Các cao thủ ngày thường ít khi xuất hiện, nay lại xuất hiện một lượt, cùng nhau tập trung ở trước quảng trường công đức. Chương 718. Nếu nói là trùng hợp, chắc chắn sẽ không ai tin. Chỉ cần động não là có thể đoán được họ nhất định đến vì Lâm Nhất. Tuy 6 người không có xung đột trực tiếp với Lâm Nhất như Trương Liệt, nhưng toàn bộ nhiệm vụ cấp A5 sao đều đã bị Lâm Nhất nhận hết. Điều này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt họ. 10 người đứng đầu bảng nhân đều rất kiêu ngạo, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn không có khả năng. Hàn Chính Dương, người có thực lực mạnh nhất trong 6 người, lạnh mặt hỏi, Trương Liệt, người quỳ trước cổng nước điện ngay trước mặt mọi người để làm gì vậy? Thật đáng xấu hổ, tại sao 10 hạng đầu bảng nhân lại có tên của ngươi chứ? Hoắc Đông Lai hơi nóng tính nổi giận mắng. Tân Vô Ngân, người xếp hạng thứ 9 trên bảng nhân có quan hệ khá tốt với Trương Liệt, lên tiếng, trước hết mọi người đừng tức giận, Trương Sư Đệ đứng dậy nói cho chúng ta biết, rốt cuộc ngươi đã đắc tội vị cao nhân nào, quỳ trước công đức điện để làm gì? Trong lòng Trương Liệt cay đắng, từ khi gia nhập tông môn cho đến nay, hắn ta chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Nhưng bảo hắn ta đứng lên, hắn ta nào dám? Bây giờ nhớ lại, hắn ta đấu với Lâm Nhất. Rõ ràng chỉ cần một chiêu đã quyết định thắng bại. Họa Long Điểm Tinh ở trong tay Lâm Nhất được thi triển xuất thần nhập hóa, cứ thế mà phá vỡ kiếm ý trên người hắn ta. Cú đá khiến mặt đất nứt toác càng tuyệt vời hơn nữa, trình độ ngưng luyện chân nguyên cao hơn hắn ta ít nhất phải gấp đôi. Hắn ta đoản, lúc đánh nhau với hắn ta, Lâm Nhất chỉ sử dụng 3 phần thực lực. Bình tĩnh nhớ lại, đến giờ hắn ta vẫn toát mồ hôi lạnh. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là Lâm Nhất có thể dễ dàng đánh cho hắn ta tàn phế bất cứ lúc nào. Chẳng qua Lâm Nhất có muốn hay không thôi. Là Lâm Sư Đệ bắt ta quỳ, ta phải quỳ đủ 18 canh giờ mới được. Trương Liệt không dám nhìn thẳng vào Tân Vô Ngân, cúi đầu trả lời. Lâm Sư Đệ nào, thật to gan. Hàn Chính Dương hừ một tiếng, vẻ sắc bén hiện lên trên mặt. Lâm Nhất, Trương Liệt không dám giấu giếm. Trả lời đúng sự thật. Mặc dù hắn ta nói ra hai chữ Lâm Nhất rất nhẹ nhàng, nhưng 6 người lại nghe rõ ràng, cả đám đều biến sắc. Họ tới đây tất nhiên là vì nghe nói Lâm Nhất đang ở đây, vậy nên họ mới đến gây rối. Nhưng không ngờ Trương Liệt tới trước họ một bước lại có kết cục thê thảm như vậy. Hay cho một tên Lâm Nhất, hành động của hắn rõ ràng là công khai tát vào mặt 10 người đứng đầu bảng nhân như chúng ta. Chương 719. 6 người đều nổi giận, mặc dù 10 người đứng đầu bảng nhân thuộc các hội đồng minh khác nhau, nhưng họ cũng là một chỉnh thể. Các quy định và đặc quyền của ngoại môn đều do 10 người đứng đầu bảng nhân quyết định. Mấy người vội vàng đi tới, chưa được gặp Lâm Nhất đã bị tát cho một bạt tai, trở tay không kịp. Ngươi đứng dậy cho ta. Hàn Chính Dương giận dữ chỉ vào Trương Liệt, lạnh giọng quát. Trương Liệt khổ sở trong lòng. Nếu có thể đứng lên thì hắn ta đã đứng lên từ lâu. Có ai muốn chịu nhục nhã trước mặt mọi người dưới cái nắng gay gắt này chứ? Nhưng mỗi khi hắn ta nghĩ đến điều này lại nhớ tới ánh mắt lạnh băng của Lâm Nhất, áp lực đáng sợ đó lập tức khiến hắn ta từ bỏ ý nghĩ. Không thể đứng dậy, nếu đứng dậy thì kết cục nhất định sẽ thê thảm hơn. Thiếu niên ấy thoạt nhìn có vẻ hòa nhã, nhưng nếu đã thật sự tức giận thì không ai có thể cứu hắn ta. Hàn sư huynh đừng quan tâm, ta quỳ một lát nữa là xong. Trương Liệt cúi đầu, cố chấp bảo. Ngươi muốn chết hả? Hàn Chính Dương cực kỳ tức giận, sát khí trên người cũng không nén được phóng ra. Nhưng Trương Liệt vẫn không nhúc nhích, vẫn quỳ dưới đất, làm như không nhìn thấy hắn ta. Cảnh tượng kỳ lạ làm cho vẻ mặt 6 người thuộc 10 hạng đầu bảng nhân đều hơi khó coi. Chuyện gì thế này? Họ vội vàng chạy tới. Người thì không thấy đâu đã bị Lâm Nhất vả mặt, cái bạt tai không tiếng động này lại khiến mọi người cảm thấy mặt mình rất đau.
chúng ta bảo ngươi đứng dậy, ngươi cũng không thể đứng dậy sao? Hai bóng người hạ xuống, trong đám đông vang lên tiếng thốt kinh ngạc, họ cảm thấy vô cùng chấn động. Giang Phong hạng 3 bảng nhân, Diệp Tu hạng 2 bảng nhân, hai nhân tài ngoại môn hàng đầu đồng thời xuất hiện. Giang Phong, Diệp Tu. Hai cái tên này như sấm vang bên tai đổi với mấy chục nghìn đệ tử ngoại môn, không ai không biết. Lúc trước, cả hai đều là nhân tài từng cạnh tranh với Bạch Lê Hiền. Trước khi Lâm Nhất đến, tên tuổi của họ cũng đã truyền xa, vang dội khắp ngoại môn. Trong hai năm qua, các vị trí khác trong 10 hạng đầu bảng nhân luôn có biến động, nhưng ba vị trí đầu bảng nhân chưa từng có ai lay chuyển được, có thể thấy được rõ thực lực và địa vị của họ. Hai người rất mạnh, mấy năm gần đây rất ít xuất hiện trước mặt mọi người. Đối với họ, việc ghi tên vào bảng địa chỉ nằm trong tầm tay, thậm chí còn không coi bảng địa ra gì. Mục tiêu thật sự của họ luôn là bảng thiên, 10 hạng tượng trưng cho vinh dự cao nhất ở Lăng Tiêu Kiếm Các mới là tham vọng của họ. Từ lâu họ đã không còn quan tâm đến những biến động nhỏ trong ngoại môn, thực lực mạnh đến mức 10 hạng đầu bảng nhân không thể so sánh. Nhưng hôm nay họ lại cùng nhau xuất hiện trên quảng trường công đức. Điều này mang lại cho mọi người sự chấn động còn lớn hơn vừa rồi khi 6 cao thủ bảng nhân đồng thời xuất hiện. Không ngờ Giang Sư Huynh và Diệp Sư Huynh cũng tới. Lâm Nhất này thật lợi hại. 10 người đứng đầu bảng nhân, ngoại trừ Sở Hạo Vũ, đều đã có mặt đầy đủ. Chương 720. Xem ra không chỉ là vấn đề mặt mũi, nhiệm vụ cấp A5 sao là cách duy nhất để nhận được Linh Ngọc Nhị Phẩm. Suy cho cùng, Lâm Nhất vẫn phạm vào điều cấm kỵ. Đúng, từ trước đến nay Linh Ngọc Nhị Phẩm của Tông Môn đều do đám người này độc chiếm, không chia sẻ cho người khác. Nếu chuyện này không giải quyết được, sau này quy định này của 10 vị trí đầu bảng nhân sẽ rối tung cả lên. Càng lúc càng nhiều đệ tử Tông Môn tụ tập trên quảng trường, tiếng bàn tán hoàn toàn không thể ngừng lại. Hàn Chính Dương, Tân Vô Ngân, Hoắc Đông Lai và những cao thủ thuộc 10 hạng đầu bảng nhân khác nhìn thấy hai người đến đều kinh ngạc, sau đó vội vàng thi lễ, không dám thất lễ với họ. Bái kiến Giang Sư Huynh, Diệp Sư Huynh. Ngụy Tử Lâm bái kiến hai vị Sư Huynh. Giang Phong và Diệp Tu lạnh nhạt gật đầu coi như chào lại, sau đó rời mắt sang Trương Liệt đang quỳ dưới đất. Quỳ dưới cái nắng như thiêu đốt nhưng Trương Liệt lại cảm thấy lạnh sống lưng, mặt mày trắng bệch. Nỗi khổ trong lòng không thể nói nên lời. Bất kể là Giang Phong hay Diệp Tu, cả hai đều là người mà hắn ta không thể đắc tội nổi, họ có thực lực vô cùng đáng sợ. Toàn thân Giang Phong tràn đầy kiêu ngạo, hắn ta lẩm bẩm như tự nói với mình, ta từng nghe nói Lâm Nhất cực kỳ ngạo mạn, trong cửu tinh tranh bá còn dám giết cả con cháu dòng chính của tông tộc Phương Thị. Hôm nay xem ra quả thật không giả, ngay cả 10 người đứng đầu bảng nhân mà hắn cũng dám sỉ nhục. Diệp Tu lạnh lùng lên tiếng, Trương Liệt, ngươi vẫn chưa chịu đứng dậy sao? Một câu nói bình thường lại khiến Trương Liệt sợ run bần bật. Hắn ta cắn môi, trầm giọng đáp, hai vị sư huynh, là do tại hạ tự nguyện quỳ ở đây, không liên quan gì đến Lâm Nhất sư đệ. Diệp Tu nhếch môi nở một nụ cười khiến người ta không rét mà run, ta có hỏi ngươi nguyên nhân à? Ta bảo ngươi đứng dậy, nếu ngươi không hiểu tiếng người, ta chỉ có thể dùng tới cách khác để nói cho ngươi hiểu. Giang Phong tiếp lời, ta cho người 3 giây để suy xét, 3, 2. Trương Liệt lập tức sợ tái cả mặt, dù Lâm Nhất có đáng sợ thì cũng thua hai người trước mặt cùng nhau ra tay. Nếu hắn ta tiếp tục kiêng dè Lâm Nhất, có lẽ sẽ bị phế bỏ ngay tại chỗ. Không chờ Giang Phong nói ra chữ cuối cùng, Trương Liệt đã run rẩy chống tay định đứng dậy bằng đôi chân đã tê dại. Giang Phong và Diệp Tu thấy vậy thì không nhìn được nhìn nhau cười, vẻ đắc ý thoảng qua trong mắt. Dù Lâm Nhất có ngông cuồng đến đâu thì ở trước mặt họ, hắn vẫn chưa đủ trình độ. Người bắt người khác quỳ, chúng ta vừa đến, người nọ vẫn ngoan ngoãn nghe lời chúng ta đấy thôi. Mọi người ngoài quảng trường đều thầm gật đầu, dù sao cũng là Giang Phong và Diệp Tu. Nếu hai người này đã đến, dù Trương Liệt muốn quỳ cũng phải ngoan ngoãn đứng dậy. Hàn Chính Dương, Nhan Thế Cao, Tân Vô Ngân, 6 người từ hạng 4 tới hạng 9 bảng nhân, vẻ mặt của họ đều trở nên vô cùng khó coi. Đặc biệt là Hàn Chính Dương, hắn là người xếp hạng 4 bảng nhân, bảo Trương Liệt đứng dậy nhưng hắn ta không nghe theo. Chương 721. Thế nhưng Giang Phong và Diệp Tu vừa đến, hắn ta đã ngoan ngoãn làm theo, rõ ràng là không nể mặt hắn.
Nếu là lúc không có ai thì không sao, khi ở trước mặt mọi người, lần so sánh này trở nên quá rõ rệt. Mấy người tức tối trong lòng, im lặng không nói lời nào, nhưng họ lại nhìn Trương Liệt bằng ánh mắt bất mãn ẩn chứa khí lạnh. Nếu Trương Sư Huynh đã tự nguyện quỳ thêm một lát thì sao các vị lại ép buộc nhỉ, chẳng lẽ ngay cả cơ hội chuộc tội mà các vị cũng không cho sao? Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vọng ra từ công đức điện. Trên bậc thang, thiếu niên áo xanh đeo hộp đựng kiếm từng bước đi xuống. Nắng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú càng làm tăng thêm vẻ trang trọng và nghiêm túc trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Hắn đeo hộp đựng kiếm, từng bước đi xuống, gió mát thổi bay sợi tóc của hắn, trông hắn như tiên nhân bước ra từ trong tranh, phong thái vô biên, khiến người ta phải kinh ngạc thốt lên. Trương Liệt đang run rẩy đứng dậy, chưa hoàn toàn đứng thẳng, sau khi nghe thấy giọng nói này, hắn ta lập tức biến sắc, lại quỳ phịch xuống đất. Vẻ đắc ý trên mặt Giang Phong và Diệp Tu chưa kịp biến mất, cả hai đã cảm thấy mặt đau rát. Hay cho một tên Lâm Nhất, liên tục tát cho từ hạng 2 đến hạng 9 bảng nhân mấy cái bét tai. Không cần biết ngươi là Huyết Phong hay Diệp Tu, nếu ta chưa đến, các ngươi còn có thể ra vẻ oai phong. Nhưng nếu ta đã đến, người nên quỳ vẫn phải tiếp tục quỳ. Hắn là Lâm Nhất phải không? Đây là lần đầu tiên Hàn Chính Dương và các cao thủ đứng đầu bảng nhân gặp Lâm Nhất nên trong mắt họ có chút nghi hoặc. Chính là hắn. Chỉ là một kẻ huyền võ tầng 4 mà dám cướp hết nhiệm vụ cấp A của chúng ta. Thật hoang đường lại. Mấy người trừng mắt, đồng loạt nhìn về phía Lâm Nhất. Thấy Trương Liệt lại quỳ xuống, Diệp Tu nổi giận, không kìm giữ được sát khí, định ra tay với hắn ta. Giang Phong lập tức ngăn cản, chính chủ đã xuất hiện. Cớ sao phải nổi giận vì tên vô dụng này. Lâm Nhất nhìn lướt qua 8 người này, tất cả họ đều đã đả thông 5 sợi huyền mạch, khí tức trên người cực mạnh, vẻ sắc bén giữa hai đầu lông mày còn sắc hơn cả dao. Vô cùng xuất sắc, phong thái độc lập. Chỉ liếc mắt qua là có thể nhìn ra 8 người này hoàn toàn khác với những đệ tử ngoại môn khác. Ngay cả Tiêu Nhiên và Bộ Trần, hai người có xung đột với hắn trong rừng già huyết cốt, cũng hoàn toàn không thể so sánh với 8 người trước mặt. Đặc biệt là hai người đứng song song nhau trước mặt Trương Liệt, họ càng bất phàm hơn. Nếu đoán không sai thì họ chính là những nhân tài thuộc 10 hạng đầu bảng nhân của Lăng Tiêu Kiếm Các. Nghe tên không bằng gặp mặt, quả thật xứng đáng với hai chữ nhân tài. Nhưng việc này có liên quan gì tới hắn à? Rất vui được gặp các vị, nhưng tại hạ cần phải về Lạc Già Sơn nên không nói chuyện với mấy vị sư huynh nữa. Lâm Nhất chắp tay thay cho cách thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho những người thuộc 10 hạng đầu bảng nhân này. Hắn không chờ họ trả lời đã chuẩn bị rời đi. Hành động này khiến đám kinh ngạc, không thể nói nên lời. Nói đến là đến, nói đi là đi, coi họ là không khí à? Lâm sư đệ thật vô tư, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng mình ghê gớm lắm, chúng ta đến chỉ để đón tiếp ngươi thôi ư? Giang Phong cười nhạt, bước chân lặng lẽ di chuyển. Thản nhiên chặn đường Lâm Nhất. Chương 722. Nhiệm vụ giết Huyết Phong vốn là của ta và Giang Phong, thế mà ngươi không nói tiếng nào đã nhận mất, đừng hòng giả ngu. Diệp Tu khịt mũi, kiếm ý toàn thân phóng ra, chặn một hướng đi khác. Nhiệm vụ tìm Lưu Kim Thảo là của Hàn Chính Dương ta đây. Nhiệm vụ hộ tống Bạch Thu Thủy là của ta, Ngụy Tử Lâm và Tân Vô Ngân sư huynh. Nhiệm vụ thu thập huyết tinh là nhiệm vụ mà Hoắc Đông Lai ta định nhận. Đám người Hàn Chính Dương lần lượt chất vấn Lâm Nhất, các nhân tài từ hạng 2 đến hạng 9 bảng nhân trên quảng trường đều nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Các cao thủ thuộc 10 hạng đầu bảng nhân cùng nhau làm khó một người, cảnh tượng chấn động như thế này chưa bao giờ xảy ra. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, dường như chỉ cần có ngọn gió thổi qua sẽ không tránh được một trận chiến. Lâm Nhất thờ ơ, không chút sợ hãi, lạnh lùng phản bác, có ai quy định các ngươi được nhận nhiệm vụ cấp A5 sao, còn Lâm Nhất ta đây không được nhận không? Dựa vào ngươi ư? Hàn Chính Dương cười nhạo, ở trong mắt người khác, có lẽ ngươi cũng là một nhân vật, nhưng ở trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là một kẻ vô dụng thôi. Ngươi có tài cán gì để tranh giành những nhiệm vụ này với chúng ta? Ngươi nhận thì thế nào? Chẳng phải vẫn phải bỏ cuộc chạy về? Thậm chí còn suýt mất mạng ở rừng già huyết cốt sao? Mất mặt quá đi. Kiêu căng ngạo mạn cũng cần phải có tư cách, ngươi chỉ mới huyền võ tầng 4,
lấy đâu ra can đảm nhận hết toàn bộ nhiệm vụ cấp A5 sao vậy? Đồ khốn, ngươi không hề biết Linh Ngọc nhị phẩm quan trọng cỡ nào đối với chúng ta. Cả đám nổi giận, càng nói càng tức, thái độ cao cao tại thượng, tự cao tự đại lộ rõ trong lời nói. Cứ như Lâm Nhất nhận nhiệm vụ cấp A5 sao thì dù có chết vạn lần cũng chưa đền hết tội. Tựa như nhiệm vụ cấp A này vốn thuộc sở hữu của họ, nếu người khác dám có ý định nhận chúng nghĩa là đại nghịch bất đạo, không biết sống chết. Giang Phong kiêu căng, thản nhiên bảo, Lâm sư đệ, để tồn tại trong tông môn này, ngoài thiên phú và tư chất, quan trọng nhất là biết điều. Ngươi không làm được nhiệm vụ cấp A thì đừng nhận bừa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, cả Hân Nghiên cũng không thể gánh vác giúp ngươi được đâu. Lâm Nhất nhìn đối phương, bình tĩnh tiếp lời, tại sao ta phải để Hân Nghiên sư tỷ gánh vác giúp ta? Lâm Mỗ đã hoàn thành cả 4 nhiệm vụ cấp A5 sao, không thiếu cái nào. Xì. Hắn vừa dứt lời, xung quanh trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ quái gở, ngay sau đó vang lên một tràng tiếng cười. Các nhân tài 10 hạng đầu bảng nhân cũng không nhịn được cười. Ngay cả Diệp Tu luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không có cảm xúc gì, cũng không nhịn được phì cười. Ngu xuẩn! Hàn Chính Dương cười lớn, ta nói này Lâm Nhất, người khoác lác cũng cần phải nhìn xem đối tượng là ai được không nào. Đừng coi chúng ta là người mới để lừa gạt được không. Ngươi có nhìn thấy chiếc chuông cổ 1000 năm trên tầng cao nhất của công đức điện không? Lâm Nhất quay đầu lại thì thấy một chiếc chuông cổ 1000 năm được đặt thẳng đứng trên đỉnh công đức điện nguy nga. Nó lúc ẩn lúc hiện trong đám mây mù, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Chương 723. Vẻ khinh bỉ thoáng qua trong mắt Hàn Chính Dương, hắn ta cười nhạo, tà tu trên bảng đạo tặc giết người như ngoé, chúng đã làm nhiều việc ác, phạm phải tội ác tày trời, tiếng xấu truyền xa. Nhưng ai có thể giết được đạo tặc đều làm rạng danh cho tông môn. Dạng danh Lăng Tiêu Kiếm các chúng ta. Nếu giết được đạo tặc thì tiếng chuông cổ 1000 năm sẽ vang lên. Nếu ngươi dùng thân phận đệ tử ngoại môn, một mình giết chết đạo tặc thì càng ghê gớm hơn nữa, chiếc chuông này sẽ vang liên tục, ít nhất cũng phải 100 lần. Lúc này tiếng chuông chưa vang lên, nhưng Lâm Nhất lại bảo mình đã hoàn thành 4 nhiệm vụ cấp A5 sao, thế chẳng khác nào hắn đang bịa đặt ngay trước mặt họ để cho người ta cười nhạo. Một tên tiểu kiếm nô đến từ vùng quê hẻo lánh sao có thể biết được chiếc chuông này. Một tiếng hừ đầy khinh thường vang lên, mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Vương Diễm và Sở Hạo Vũ dẫn theo đám người liên minh quân tử bước tới. Sở Hạo Vũ, yêu nghiệt đứng đầu bảng nhân, không ngờ hắn ta lại cùng Vương Diễm xuất hiện ở quảng trường công đức điện. Đến lúc này, 10 người đứng đầu bảng nhân, từ Trương Liệt hạng cuối cho tới yêu nghiệt hạng nhất đều đã có mặt đầy đủ. Vương Diễm lạnh lùng nói, chiếc chuông này có tên là Phượng Linh, nó được làm từ minh thiết u huyền, phải rèn 10 năm mới thành công. Phượng Linh Vân Tiêu không vang thì thôi, một khi vang thì không chỉ Lăng Tiêu Kiếm Các, hơn một nửa quận Tần Thiên cũng sẽ thấy tiếng chuông rất lớn. Lâm Nhất không để những lời của Vương Diễm vào tai, nhìn thẳng vào chiếc chuông cổ 1000 năm chìm trong mây mù kia. Hắn hiểu rồi, thảo nào chấp sự áo xanh lại lấy Tiêu Vân lệnh của hắn, thì ra là vậy. Hắn lẩm bẩm, tiếng chuông sắp vang lên rồi nhỉ. Mặc dù giọng hắn rất nhỏ, nhưng mấy người ở đây lại nghe thấy rõ ràng. Trong mắt họ đều lộ ra vẻ khinh thường, thầm cười khẩy liên tục. Cứ tưởng Lâm Nhất cũng là một nhân vật, không ngờ hắn lại không biết xấu hổ như thế, thật ghê tởm. Vương Diễm lạnh lùng cười nhạo, trong 100 năm qua, số đệ tử ngoại môn có thể làm tiếng chuông này vang lên tận mây xanh vô cùng ít, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả sở sư đệ cũng chưa thể làm được, một tên vô dụng như ngươi lấy đâu ra tự tin ăn nói sằng bậy trước mặt 10 người đứng đầu bảng nhân hả? Cong! Hắn ta vừa dứt lời, một tiếng chuông Phượng Linh Vân Tiêu cổ xưa thong thả vang lên ở phía trên công đức điện. Có chuyện gì vậy? Vương Diễm hết sức kinh ngạc, không chỉ có hắn ta, Sở Hạo Vũ, Giang Phong, Hàn Chính Dương và những người khác đều sững so. Đã đây là ảo giác sao? Hàn Chính Dương nhìn lên nơi mây mù lượn lờ phía trên công đức điện, ngơ ngác hỏi. Cong! Lại thêm một tiếng chuông hùng hồn vang lên, tiếng chuông to rõ tựa như phượng hót vang khắp 9 tầng mây, lửa cháy lan ra đồng cỏ, xua tan mây mù trên bầu trời. Chương 724. Tiếng chuông cổ 1000 năm chứa đựng sự thăng trầm của năm tháng lại xuất hiện, vang vọng khắp dãy núi Lăng Tiêu Kiếm Các. Chuyện này,
Sao có thể? Toàn thân Vương Diễm run rẩy, mắt trợn to lên, trong mắt tràn đầy khó tin, Phượng Linh Vân Tiêu không vang thì thôi, một khi đã vang lên thì ai nấy đều kinh ngạc. Tiếng chuông này vang lên vì ai? Trên quảng trường công đức, từng ánh mắt chấn động đổ dồn vào người thiếu niên áo xanh kia. Chuông cổ nghìn năm, Phượng Linh Vân Tiêu. Tiếng chuông cổ xưa vọng giữa núi rừng, không ngừng vang vọng và truyền đi xa. Trên quảng trường công đức, 10 người đầu bảng nhân và đám đệ tử ngoại môn đều cực kỳ chấn động nhìn Lâm Nhất. Nếu nói đến biểu cảm đặc sắc nhất, dĩ nhiên là Vương Diễm và Hàn Chính Dương. Hai người này luôn tỏ ra khinh bỉ, chế giễu Lâm Nhất không biết lượng sức, ăn nói sằng bậy. Những lời họ nói vẫn còn văng vẳng bên tai, chưa hoàn toàn biến mất. Tiếng chuông này, chiếc chuông cổ được làm từ minh thiết u huyền, phải mất mười mấy năm mới chế tạo thành công như Vương Diễm đã nói. Nếu nó không vang thì thôi, một khi đã vang lên thì ai nấy cũng sẽ kinh ngạc, cả Lăng Tiêu Kiếm Các đều chấn động. Sao có thể như vậy được? Giang Phong và Diệp Tu vô cùng đau lòng, cảm giác giống như bị mất một miếng thịt. Nhiệm vụ giết huyết phong vốn là của họ, lúc này chiếc chuông cổ nghìn năm phải vang lên vì họ mới đúng. Nhưng giờ đây ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lâm Nhất. Đoạt hết danh tiếng. Tiếng chuông vang lên vì ai? Tiếng chuông vang lên vì Lâm Nhất, cũng như vì những người theo đuổi ước mơ. Vì sự can đảm của Lâm Nhất, với trái tim nhiệt huyết hắn đã dám đắc tội cả 10 người đứng đầu bảng nhân. Hỏi rằng có mấy ai không mơ về cái thời tuổi trẻ bồng bột của mình. Đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các, hãy nghe lệnh. Ngay lúc mọi người đang sững sờ, có một ông lão xuất hiện bên cạnh chiếc chuông cổ nghìn năm phía trên công đức điện. Đó rõ ràng là điện chủ quyền cao chức trọng của công đức điện. Ông lão đứng trong mây xanh, đắm mình dưới ánh nắng vàng rực. Khi tiếng chuông vang lên, bóng dáng của ông ấy trở nên vô cùng cao lớn trong mắt mọi người. Phịch! Tất cả mọi người có mặt ở đây, ngoại trừ Lâm Nhất, đều quỳ xuống, chắp tay chào, bái kiến điện chủ. Con! Hiện có một đệ tử ngoại môn Lâm Nhất, gia nhập tông môn chưa tới 2 năm đã giết được đạo tặc huyết phong. Hôm nay Phượng Linh Vân Tiêu vọng khắp dãy núi. Vì lý do đó, ta xin thông báo với các đệ tử của kiếm các. Người tập võ như chúng ta hãy coi đây làm tấm gương, giữ lòng chính trực, chuyên cần tu luyện, coi việc giết tà tu trong thiên hạ là nhiệm vụ của mình để làm rạng danh tông môn, rạng danh Lăng Tiêu Kiếm Các chúng ta. Tiếng chuông vẫn không ngừng vang, giọng nói của ông lão cùng với tiếng chuông vang vọng khắp dãy núi Lăng Tiêu Kiếm Các len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ. Đệ tử ngoại môn, giết chết đạo tặc huyết phong. Tiếng chuông này đúng thật là vang lên vì Lâm Nhất. Chương 725. Thật khó tin, mấy ngày trước còn nghe đồn hắn đã chết trong rừng già huyết cốt, hôm nay Phượng Linh Vân Tiêu lại vang vọng khắp dãy núi. Không chỉ ở quảng trường công đức, cả 108 ngọn núi ở Lăng Tiêu Kiếm Các nghe thấy những lời này, họ đều quỳ xuống cúi lạy, cảm thấy chấn động, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Sau khi ông lão nói xong, tiếng trả lời của các đệ tử rộng môn lập tức vang lên. Vọng ra khắp núi đồi. Chúng ta xin nghe theo lời dặn dò của điện chủ, coi đây làm tấm gương, giết tà tu trong thiên hạ, làm rạng danh tông môn, rạng danh Lăng Tiêu Kiếm Các của chúng ta. Bất luận là ở đâu, tất cả đệ tử tông môn đều đồng loạt đáp lại. Con. Trong lúc nhất thời, ngoài tiếng chuông cổ xưa vang vọng trên bầu trời, câu nói làm rạng danh tông môn, rạng danh Lăng Tiêu Kiếm Các chúng ta không ngừng vọng khắp Lăng Tiêu Kiếm Các rộng lớn. Giống như những đợt sóng dâng trào, nối tiếp nhau. Tiếng chuông truyền đi xa, như Vương Diễm đã nói, hơn một nửa quận Tần Thiên cũng có thể nghe thấy tiếng chuông Phượng Linh cổ xưa và hùng hồn này, nó oai nghiêm hùng hồn, đinh tai nhức óc. Ở Huyền Thiên Tông, một trong tứ đại siêu nhiên tông môn, quận Tần Thiên. Rất nhiều trưởng lão khẻ biến sắc, đồng loạt đứng dậy, đưa mắt nhìn về phương hướng Lăng Tiêu Kiếm Các. Phượng Linh Vân Tiêu. Lăng Tiêu Kiếm Các lại có đệ tử giết được tà tu trên bảng đạo tặc ư. Chỉ sợ không đơn giản vậy đâu, tiếng chuông đã vang 100 lần vẫn chưa ngừng, có lẽ là có đệ tử ngoại môn đã một mình giết được tà tu. Nếu là đệ tử nội tông giết tà tu, trừ phi là tà tu thuộc 10 hạng đầu bảng đạo tặc, chuông Phượng Linh sẽ chỉ vang tối đa 9 lần. Cần phải đi điều tra thêm, để xem rốt cuộc Lăng Tiêu Kiếm Các đã xuất hiện thêm yêu nghiệt nào. Trên một ngọn núi vắng vẻ, Công tử Lưu Thương trầm tự suy nghĩ, lẩm bẩm, sẽ là ai đây?
Các đệ tử khác nghe thấy tiếng chuông nãy cũng hết sức kinh ngạc. Trong Huyền Thiên Tông cũng có một chiếc chuông cổ treo giữa mây xanh, nó tên là Huyền Long. Mỗi khi tiếng chuông vang lên ắt sẽ có người danh chấn Đại Tần. Chuông cổ Phượng Linh của Lăng Tiêu Kiếm Các vang lên, không biết là vị đệ tử nào đã giết tà tu. Ghê thật, tà tu khá là khó chơi, bọn chúng gian xảo như rắn, rất khó tìm được. Sau khi tìm được cũng không dễ giết chết, có một số tên đánh không lại là bỏ chạy ngay. Đúng đó, ngoại trừ một số cao thủ thế hệ trước, mấy năm nay chỉ có những người có đẳng cấp như Bát Công Tử mới có thể giết được đạo tặc. Đạo tặc xảo quyệt, rất khó giết. Đệ tử nội môn giết đạo tặc khó như lên trời, đệ tử ngoại môn thì không cần phải nói. Bộ Trần, sao ngươi không nói gì hết vậy? Một nhóm người lắng nghe tiếng chuông, châu đầu ghé tai, nhẹ giọng bàn tán với nhau. Chương 726. Chỉ có một thanh niên trông hơi lúng túng, cảm thấy cay đắng, thanh niên này chính là Bộ Trần, đệ tử Huyền Thiên Tông, người đã chứng kiến Lâm Nhất giết Huyết Phong ngày hôm đó. Trong lòng Bộ Trần vô cùng phiền muộn, một lúc lâu sau hắn ta mới thở dài, cuối cùng tiếng chuông này cũng vang lên. Nghĩ đến chuyện ngày hôm đó hộ tống Huyền Thiên Tông vào rừng già huyết cốt, tiếng chuông này vừa vang lên, hắn ta lập tức nhớ lại chuyện đó. Hắn ta rất xấu hổ về hành động giễu võ Dương Oai ở trước mặt Lâm Nhất của mình, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy thật buồn cười. Không chỉ Huyền Thiên Tông, Ma Nguyệt Sơn Trang, Hỗn Nguyên Môn, Tần Thiên Học Phủ, thậm chí cả Hoàng Thất Đại Tần Đế Quốc cũng nghe thấy tiếng chuông cổ Phượng Linh của Lăng Tiêu Kiếm Các. Không bao lâu nữa, tên tuổi của Lâm Nhất sẽ truyền ra khắp quận Tần Thiên, sau đó lại truyền đến 100 quận khác của Đại Tần Đế Quốc. Cũng giống như ngày hôm đó, các võ giả ở quận Thanh Dương đã chấn động khi nhìn thấy Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y. Đến khi gặp lại Lâm Nhất, họ cũng sẽ tỏ ra mình đã nghe nói tới tên của hắn từ lâu. Tên của người, bóng của cây, sau ngày hôm nay, cuối cùng sẽ không còn ai dám gọi Lâm Nhất hắn là người vô danh. Nhưng tiếng chuông này không phải là kết thúc, nó mới chỉ là khởi đầu. Trên quảng trường công đức của Lăng Tiêu Kiếm Các, khi tiếng chuông từ từ biến mất, những người đang quỳ dưới đất chậm rãi đứng lên, vẻ mặt của đám người Vương Diễm cực kỳ u ám, không ngừng tìm kiếm bóng dáng Lâm Nhất. Ngoảnh đầu lại nhìn mới kinh ngạc phát hiện chẳng biết khi nào Lâm Nhất đã lặng lẽ đi đến rìa quảng trường, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng chồng chất ánh nắng. Lâm Nhất, ngươi đứng lại cho ta. Mặt Vương Diễm đỏ tới tận mang tai, hắn ta dẫn đám người vội vàng chạy qua. 100 tiếng chuông. Mỗi tiếng đều như một cái tát không chút nương tay vào mặt hắn ta. Hôm nay coi như hắn ta đã mất hết mặt mũi, mấy ngày nữa thôi, chuyện này nhất định sẽ trở thành một trò cười lớn. Không chỉ hắn ta, 10 nhân tài đứng đầu bảng nhân cũng có vẻ mặt cực kỳ khó coi. Chuyện gì thế này? 10 nhân tài đứng đầu bảng nhân, từ Sở Hạo Vũ tới Trương Liệt, tất cả đều đến đây để gây sự với Lâm Nhất. Ít nhất cũng phải khiến Lâm Nhất quỳ xuống xin tha. Giết gà dọa khỉ. Để các đệ tử ngoại môn của kiếm các biết được kết cục của kẻ đắc tội 10 người đứng đầu bảng nhân và phá vỡ quy tắc của họ. Nhưng mọi thứ lại ngược lại. Dù Sở Hạo Vũ tới cũng phải quỳ xuống đất giống Trương Liệt để nghe điện chủ công đức điện kể về sự tích của Lâm Nhất. Đừng nói là Vương Diễm, ai cũng khó nuốt trôi được cục tức này. Vương Sư Huynh muốn làm gì? Điện chủ chưa nói rõ à? Lâm Mỗ không nói dối hay ăn nói sằng bậy. Chuông cổ Phượng Linh cũng đã vang lên, ngươi còn muốn sao nữa? Lâm Nhất đột nhiên quay phát lại, lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chịu hình phạt tự đâm 3 nhát dao, làm gãy tứ chi ư? Tên khốn khiếp! Nghe nhắc tới hình phạt tự đâm 3 nhát, làm gãy tứ chi, mặt Vương Diễm lập tức biến sắc, sát khí lóe qua trong mắt. Nhưng hắn ta không dám sằng bậy, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không dám làm bừa. Chương 727. Hắn ta không muốn chịu đựng nỗi đau thấu tim đó thêm một lần nữa, tông tộc Vương thị cũng không có nhiều linh đan rượu dược để chữa thương cho hắn ta. Còn các ngươi, Lâm Nhất rời mắt về phía Hàn Chính Dương, Diệp Tu, Giang Phong và những người khác, nhìn lướt qua từng người một, các ngươi được nhận nhiệm vụ cấp A5 sao, tại sao Lâm Nhất ta đây không được nhận? Ai cũng có thể bước đi trên con đường này, trước nay linh ngọc nhị phẩm không nên do một số người độc chiếm. Nói hay lắm. Thịch thịch. Hàng loạt tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy đệ tử Lạc Già Sơn kết bè kết đội, liên tục lao tới từ 4 phương 8 hướng,
nhìn qua còn đông hơn tất cả mọi người ở quảng trường công đức cộng lại. Hân Nhiên dẫn đầu, bộ váy dài khó có thể che đi dáng người yêu kiều, diện mạo quyến rũ, tư thái oai hùng, chậm rãi bước tới. Xưa nay chưa từng có ai quy định không ai ngoài 10 người đầu bảng nhân được phép nhận nhiệm vụ cấp A5 sao. Chuông cổ Phượng Linh đã vang lên, nếu các ngươi không phục thì có thể đi hỏi điện chủ cho rõ. Nhưng nếu các ngươi ỷ người đông thế mạnh, bắt nạt người của Lạc Già Sơn ta, vẫn chưa có đạo lý này đâu. Hân Nhiên nhướng mày, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Tầm mắt cô ta lướt qua khiến mọi người chỉ cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí còn có mấy người không nhịn được run lên. Tiểu sư đệ, đi với tỷ tỷ nào? Hân Nhiên chỉ nhẹ nhàng nói một câu đã đưa Lâm Nhất bình an vô sự từ trước mặt Vương Diễm và 10 người đầu bảng nhân rời đi, thậm chí cô ta còn không thèm nhìn Vương Diễm. Cả đám giận sôi máu nhưng vẫn không dám lên tiếng. Sau trận chiến trên núi Huyết Kỳ, Vương Diễm bị phạt, uy thế của liên minh quân tử đã xuống dốc không phanh. Trong Lăng Tiêu Kiếm Các không còn hội đồng minh nào có thể cạnh tranh với Lạc Già Sơn. Dù đám người này có muốn cũng cần phải về hội đồng minh của mình, sau đó triệu tập đủ toàn bộ thành viên mới được. Nếu không thì chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn Lâm Nhất được Hân Nhiên dẫn đi. Dù trong lòng có tức giận đến đâu, họ cũng phải cố gắng kìm nén. Sở Hạo Vũ, đệ không nói được một câu nào sao? Vương Diễm bực bội, hơi bất mãn nhìn Sở Hạo Vũ, không ngờ từ đầu tới cuối cái tên hạng nhất bảng nhân này không nói câu nào cả. Nếu hắn ta được dẫn đầu những người thuộc 10 hạng đầu bảng nhân khác, ví dụ như mấy người Giang Phong và Diệp Thu, tất nhiên hắn ta sẽ không cam lòng im lặng. Tập hợp 10 người đầu bảng nhân, cộng thêm liên minh quân tử, hoàn toàn có thể đối đầu với Lạc Già Sơn. Sao hắn ta có thể để cho Hân Nhiên kiêu ngạo, dẫn Lâm Nhất đi ngay trước mặt mình được? Nói gì cũng vô ích thôi, dù có bắt hắn quỳ trước mặt huynh thì có ý nghĩa gì? Sở Hạo Vũ hờ hững nhìn Vương Diễm. Lạnh lùng nói tiếp, nhưng cuộc chiến đồng minh sẽ có người chết, cứ coi tiếng chuông này như thứ tiễn hắn về suối vàng trước đi. Răng rác. Nói xong, Sở Hạo Vũ đâm mạnh vỏ kiếm trong tay xuống đất. Trong tiếng nổ, vỏ kiếm cắm sâu vào đất hai tấc, sau đó có một luồng kiếm ý đáng sợ càn quét bốn phía. Vết nứt như mạng nhện lập tức lan rộng ra, mọi người ở quảng trường giật nảy mình, vội vàng né tránh. Sau khi hắn ta đi, lại thêm một tiếng nổ vang lên, bụi đất tung bay, quảng trường rộng lớn trở nên bừa bộn tan hoang, hoàn toàn thay đổi. Luồng kiếm ý đáng sợ khiến người ta không rét mà run. Những nhân tài thuộc 10 hạng đầu bảng nhân khác đều ngơ ngác, trong lòng vô cùng chấn động. Sở Hạo Vũ nói rất đúng, cuộc chiến đồng minh sẽ có người chết. Chương 728 rất mạnh. Tiếng chuông đã ngừng, Lăng Tiêu Kiếm Các dần trở lại với vẻ yên tĩnh. Nhưng sóng gió do Lâm Nhất gây nên trong thời gian ngắn sẽ không thể lắng xuông, ân oán giữa hắn và 10 hạng đầu bảng nhân vẫn chưa thực sự kết thúc. Cuộc chiến đồng minh. Trở lại Lạc Già Sơn, Lâm Nhất và Hân Nhiên nói chuyện riêng, hắn nghe được tin về cuộc chiến đồng minh từ cô ta. Đúng, 2 tháng nữa cuộc chiến đồng minh của Lăng Tiêu Kiếm Các sẽ bắt đầu, tông môn sẽ dựa theo thứ hạng để trao thưởng. 3 hạng đầu không cần phải tranh. Nhưng không vào được 10 hạng đầu thì sẽ hơi phiền phức. Đôi mắt Hân Nhiên chuyển động, cô ta khẽ mỉm cười, giải thích với Lâm Nhất. Nếu đã tranh thì sao không tranh hạng nhất, thậm chí đến 3 hạng đầu cũng không tranh. Lâm Nhất hơi khó hiểu hỏi. Hân Nhiên cười khổ, trầm ngâm trả lời, cuộc chiến đồng minh thực chất là chiến tranh của đệ tử ngoại môn, nói thẳng ra là trận chiến của 10 người đứng đầu bảng nhân. Nhưng 10 người đứng đầu bảng nhân này bướng bỉnh, không thích bị trói buộc, những người tham gia đều là đồng minh ưu tú rất nhỏ rất nhỏ. Ví dụ như Liên minh Cô Tinh, Liên minh Tu La, tất cả cũng không quá 10 người. Ngừng một chút, Hân Nhiên lại nói, cho dù là Vương Diễm cũng không có cách nào kéo những người này vào đồng minh của mình, trước đó hắn đã đích thân đến mời Sở Hạo Vũ 3 lần, Sở Hạo Vũ vẫn chưa đồng ý. Những người này đúng là kiêu ngạo. Đến Vương Diễm mà cũng không nể mặt. Sở Hạo Vũ rất mạnh sao? Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, lúc trước ở quảng trường công đức, người đứng cạnh Vương Diễm hình như chính là Sở Hạo Vũ. Không như 10 hạng đầu bảng nhân khác, người này như rắn độc, từ đầu đến cuối không nói một lời. Toàn thân hắn ta có một luồng khí tức khó lường khiến người khác khó mà đoán được.
rất mạnh. Ý cười trên mặt Hân Nhiên mất dần, cô ta suy tư, 2 năm trước hắn ta từng giao đấu với Bạch Lê Hiên, chỉ thua đối phương một chiêu nên không vào được bảng địa. Chính vì vậy, khi chờ Bạch Lê Hiên xuất quan, thực lực của hắn ta đã vô cùng đáng sợ. Nếu không Vương Diễm cũng không coi trọng hắn ta đến vậy. Bạch Lê Hiên, cái tên này được coi là truyền kỳ ở Lăng Tiêu Kiếm Các. Hắn ta nhập môn chưa đến nửa năm đã lấy tu vi tiên thiên thất khiếu tung hoành ngoại môn, sau đó tiến đến bảng địa, đánh bại rất nhiều cao thủ. Hắn ta là người duy nhất đứng trong bảng địa với tu vi cảnh giới tiên thiên trong 300 năm nay. Tính tình người này kiêu ngạo, giống như chuông cổ phượng linh sừng sững giữa trời vậy, có thể chịu được cô đơn, giữ lấy lòng mình. Dừng ở cảnh giới tiên thiên thất khiếu cả một năm, bây giờ hắn ta vẫn đang bế quan. Chỉ để phá vỡ gông cùng xiềng xích, đạt đến thánh thể tiên thiên trong truyền thuyết. Nhãn giới của hắn ta rất cao, mục tiêu cũng cao cả, từ rất lâu trước đây hắn ta đã nói muốn làm người đứng đầu Đại Tần đế quốc, giẫm 8 công tử đế đô dưới chân. Năm đó Sở Hạo Vũ tranh giành bảng địa với hắn ta chỉ thua một chiêu. Cùng là kẻ tàn nhẫn, Bạch Lê Hiên không xuất quan, hắn ta sẽ không vào bảng địa. Ý chí kiên định đến đáng sợ. Chương 729 cũng bình thường thôi. Bạch Lê Hiên vẫn chưa xuất quan sao? Nhắc tới Bạch Lê Hiên, trong đầu Lâm Nhất lại nhớ đến một số chuyện. Ở khu di tích thượng cổ Thanh Dương giới, vì Nguyệt vì mà hắn với hắn ta nảy sinh xung đột, thậm chí còn suýt chết trong tay đối phương. Tứ đại tông môn siêu nhiên của đế quốc, Lâm Nhất không chọn nơi khác mà chỉ chọn Lăng Tiêu Kiếm Các. Chính vì Bạch Lê Hiên, hắn không muốn sống trong nỗi sợ hãi và cái bóng của người này, nên đã lựa chọn cách đối đầu trực diện. Nhưng không ngờ hắn nhập môn nửa năm, đối phương vẫn đang bế quan. Chưa, với tính của hắn thì cả đời không xuất quan, hoặc khi xuất quan thì chắc chắn đã đạt đến thánh thể tiên thiên. Trên gương mặt xinh đẹp của Hân Nhiên thoáng qua vẻ thận trọng hiếm gặp. Lâm Nhất suy nghĩ một chút, trầm giọng đáp, sư tỷ giao đấu với người này chưa? Năm đó sau khi hắn lấy tiên thiên thất khiếu lọt vào bảng địa thì liên tục tìm người để khiêu chiến, liên tục giành chiến thắng, cuối cùng bại trong tay ta. Trận chiến đó để lại ấn tượng rất sâu trong lòng ta chưa bao giờ nghĩ rằng cảnh giới tiên thiên lại có thể có thực lực đáng sợ đến vậy. Nhớ lại chuyện cũ năm đó, Hân Nhiên gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Còn có chuyện này. Lâm Nhất không ngờ Hân Nhiên sư tỷ và Bạch Lê Hiên đã từng giao đấu. Hình như tiểu sư đệ rất có hứng thú với Bạch Lê Hiên nhỉ. Hân Nhiên nghiêng đầu, mặt đẹp như hoa câu hồn đoạt phách, nở nụ cười nhìn Lâm Nhất. Cũng bình thường thôi. Lòng Lâm Nhất lay động, dù hắn kiên định nhưng trước sức hấp dẫn của Hân Nhiên sư tỷ, hắn vẫn thấy áp lực như núi. Thấy Lâm Nhất lúng túng, Hân Nhiên bật cười. Khẽ nói, không trêu ngươi nữa, cuộc chiến đồng minh lần này ta vốn định để ngươi tham gia, nhưng lần này Phượng Linh đã kêu, gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu ngươi tham gia thì 10 hạng đầu bảng nhân chắc chắn sẽ nhằm vào ngươi. Trong cuộc chiến đồng minh, phân thắng bại cũng là quyết định sinh tử. Hàng năm có không ít đệ tử chết trong cuộc chiến này, có thể gọi là trận đấu tu la. Cụ thể thế nào tiểu sư đệ tử cân nhắc, với thiên phú của ngươi không cần phải mạo hiểm. Phần thưởng trong cuộc chiến đồng minh cũng chưa chắc đã nhiều hơn thu hoạch lần này của ngươi. 1.300 viên linh ngọc nhị phẩm, lần này Lâm Nhất đã gom hết số linh ngọc nhị phẩm vốn để chia cho mấy người về tay mình. Thu hoạch lớn đến mức Hân Nhiên cũng hâm mộ. Lâm Nhất lắc đầu, ta không cần cân nhắc, ai tốt với ta sẽ tốt với người đó. Sư tỷ không bạc đãi ta không có lý do gì để từ chối. Hắn dứt lời. Hân Nhiên nhất thời không nói nên lời, sợi dây mỏng manh yếu ớt trong lòng dường như bị gảy nhẹ. Trong đôi mắt hạnh dường như có thêm một làn hơi nước. Thiếu niên trước mặt vẫn như lúc mới vào đế đô, tấm lòng son chưa bao giờ thay đổi. Cho dù chuông cổ nghìn năm Phượng Linh Vân Tiêu đã vang lên khắp Tần Thiên vì hắn. Hắn vẫn đơn thuần như vậy, không tự mãn hay đắc ý. Chương 730 đập cũng đau thật. Hân Nhiên nháy mắt rồi một lúc sau cười khúc khích, tên nhóc này sao lại như khúc gỗ thế, về nghỉ ngơi trước đi. Không vội. Lâm Nhất vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lấy ra một thứ, đặt trong lòng bàn tay.
Đây là gì? Thiên địa linh khí dồi dào và ngọn lửa màu đỏ máu trong suốt lấp lánh vấn vít không tan trên bề mặt thứ quả kỳ lạ. Hân Nghiên mở to đôi mắt hạnh long lanh, nhìn ra được thứ quả này bất phàm nhưng lại không đoán được lai lịch. Đây là quả huyết viêm. Trên mặt Lâm Nhất lộ ra ý cười, sau đó kể lại đầu đuôi cuộc chiến giữa các công tử với đạo tặc Mạc La ở Ma Vân Sơn Trang. Mà sau lại đưa lên phía trước nói, sư tỷ, giúp ta chuyển vật này tặng cho đại ca Hân Tuyệt đi. Bốp! Hân Nghiên đập một cái vào đầu Lâm Nhất, cười mắng, tên ngốc này, tự mình giữ lấy đi, đồ quý giá như thế huynh ấy nào có chịu nhận. Đập cũng đau thật. Lâm Nhất khẽ xoa đầu, bất đắc dĩ cười, nói thế không được, tạm thời ta cũng không cần dùng đến. Có gì mà không được, lại nói, đồ của huynh ấy chính là của ta, ngươi tặng cho huynh ấy cũng tức là tặng cho ta, bây giờ ta tặng lại nó cho ngươi có được không? Hân Nghiên loanh quanh một hồi, khiến Lâm Nhất sắp hổ đồ luôn rồi. Không cần biết đúng sai, cứ thế nhét thẳng vào túi trữ vật của hắn, để hắn tự bảo quản. Rồi sau đó dặn dò cẩn thận, nói hắn tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy. Vật này có khả năng sẽ nâng cao xác suất đột phá cảnh giới tử phủ, một khi xuất hiện, những nhân vật cỡ như tám công tử sẽ ra tay tranh đấu vì nó. Đợi sau khi Lâm Nhất rời đi, một bóng người đột ngột xuất hiện. Đó chính là Hân Tuyệt, cao thủ bảng thiên của Lăng Tiêu Kiếm Các. Ca, sao huynh lại đến? Hân Nghiên cực kỳ bất ngờ hỏi, ngay sau đó nhớ ra. Những lời nói trước đó có lẽ đều đã bị huynh ấy nghe hết rồi. Gương mặt không khỏi thoáng ửng hồng, nhưng rất nhanh sau đó lại làm bộ như chưa từng có việc gì xảy ra cả. Có người tặng ta quả huyết viêm quý giá như thế, ta đương nhiên phải đến rồi. Hân Tuyệt tủm tỉm cười nhìn Hân Nghiên, cố ý nói. Thế nào, huynh còn có lý à? Tiểu sư đệ tặng đồ cho huynh thực sự dám nhận sao? Hân Nghiên lập tức đanh mặt hỏi. Không nhận, dù gì thì của ta cũng là của muội. Ở trước mặt muội muội nhà mình, vẻ mặt Hân Tuyệt vĩnh viễn đều là chiều chuộng, thấy cô ta đanh mặt lại thì lập tức xin tha. Hừ, thế còn tạm được. Hân Nghiên cười tinh nghịch, sắc mặt lúc này mới dịu lại, nghiêm túc nói ca rốt cuộc là huynh đến lúc nào. Phượng Linh Vân Tiêu, kêu một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đương nhiên phải qua đây xem sao, thiếu niên này quả thực không tầm thường, ngày đó hắn giao đấu với Mạc La, đối diện cái chết mà không hề rối loạn, liền có thể thấy được điểm hơn người rồi. Tà tu Mạc La, một cái tên vô cùng khủng bố nằm trong danh sách 10 đạo tặc hàng đầu, tập hợp 4 đại công tử và Hân Tuyệt mới miễn cưỡng giết được. Ngày đó Lâm Nhất miễn cưỡng tiếp được 3 chiêu của Mạc La, bây giờ nghĩ lại quả thực không đơn giản. Nhân tài bình thường của tông môn nhìn thấy Mạc La, chỉ sợ đến dũng khí để ra chiêu cùng chẳng có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.